Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 125. Diệp Huyên nhìn Niệm Niệm, nghiêm túc nói, nếu hôm nay chúng ta có thể sống sót, ta cảm thấy sau này chắc chắn gã ta sẽ bị muội đánh chết. Nhưng mà, cũng không sao cả, ai biết được còn có ngày mai nữa hay không. Nói rồi, hắn lại cúi người khẽ điểm nhẹ lên trán Niệm Niệm, sau đó nói, cho dù ta không còn, cô cũng phải sống tốt, có biết chưa? Nói xong, hắn đột nhiên thu Niệm Niệm vào trong hồ lô tạo hóa, hắn cầm hồ lô tạo hóa ném mạnh vào lối ra thế giới người phàm, quát lớn, đưa nàng ấy đi. Đến điện U Minh vũ trụ tứ duy. Cách đó không xa, nhân tôn bỗng cười nói, ể nàn ta đi. Ngươi đang đùa sao? Nói rồi, gã ta đã muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên bỗng chốc đã xuất hiện trước mặt gã ta, lúc này. Một luồng huyết mạch chi lực mạnh mẽ đột nhiên sôi sục tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Thoáng chốc, luồng sát ý quét sạch đất trời. Nơi này có pháp tắc ám đạo, có thể khống chế tu vi của người khác, nhưng lại không thể khống chế huyết mạch của Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên bỗng chốc có thể sử dụng huyết mạch chi lực, nhân tôn khẽ nhíu mày, sao có thể? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm về phía trước. Không phải đạo kiếm, bởi vì hắn căn bản không thể thi triển đạo kiếm. Cũng không cách nào sử dụng đạo ấn. Nơi này ngay cả luyện đạo ấn cũng có thể khống chế được. Nói đơn giản thì ngoại trừ huyết mạch chi lực và đạo thể, thì sức mạnh hay vật ngoài thân nào cũng hắn cũng không dùng được. Một kiếm chém xuống, kiếm khi cách đầu nhân tôn khoảng nửa tấc thì dừng lại. Hai ngón tay nhân tôn kẹp kiếm của Diệp Huyên lại. Nhân tôn nhìn Diệp Huyên, thì ra đã đánh giá thấp huyết mạch chi lực của ngươi rồi. Nói rồi, hai ngón tay hắn khẽ dùng lực. Diệp Huyên lập tức bị đánh bay ra ngoài trăm trượng. Sau khi đẩy lùi Diệp Huyên với một ngón tay, nhân tôn bỗng quay đầu, gã ta nhìn về phía hồ lô tạo hóa đang chạy trốn. Tình hình trước mắt này, so với Diệp Huyên thì mộ Niệm Niệm kia có sức uy hiếp hơn. Nhân tôn đang định ra tay thì lúc này, một luồng kiếm khí chém đến từ sau lưng gã ta. Hình một. Nhân tôn nhíu mày, gã ta đột nhiên quay người bước lên một bước, đồng thời cũng đánh mạnh một quyền. Kiếm của Diệp Huyên vẫn chưa rơi xuống, thì quyền của nhân tôn đã đánh vào ngực hắn. Bịch. Diệp Huyên phun ra máu, cả người bỗng chốc bị đẩy bay ra cả nghìn trượng, nhưng ngay sau đó, hắn lại rút kiếm lao về phía nhân tôn. Kiếm quang màu đỏ xé không. Huyết quang đuổi người. Ở phía xa, nhân tôn chậm rãi siết chặt tay phải, ánh mắt ngập tràn sát ý, nên kết thúc thôi. Nói xong, gã ta đột nhiên biến mất. Vù. Trong sân, không gian bỗng chốc bị chấn động, tiếp đó, một tàn ảnh đã đánh vào trên người Diệp Huyên. Kiếm quang quanh người Diệp Huyên lập tức bị vỡ nát, cùng lúc đó, cả người Diệp Huyên cũng bay ngược về sau. Mà hắn vừa dừng lại thì nhân tôn kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhân tôn trực tiếp đánh một quyền vào yết hầu Diệp Huyên. Diệp Huyên chém ngang kiếm. Diệp Huyên cả người cả kiếm lại bay ra ngoài. Trong không trung, nhân tôn lại đánh một quyền từ xa. Quyền vừa ra, không gian vỡ vụn từng tấc. Ở phía xa, một luồng quyền ấn đột nhiên đánh vào ngực Diệp Huyên. Phù. Diệp Huyên lập tức phun ra máu, cả người bị ném về phía sau. Nhân tôn nhìn Diệp Huyên, cười lạnh, đạo thể trong truyền thuyết, nếu ở bên ngoài có lẽ sẽ khá lợi hại, đáng tiếc lại ở nơi này. Hôm nay cứ để ta đánh vỡ đạo thể của ngươi đi. Vừa dứt lời, gã ta đa lao về trước, đánh mạnh một quyền. Quyền đánh ra như lũ lụt bất ngờ, uy thế không ngăn nổi. Ở phía xa, đôi mắt Diệp Huyên co lại. Hắn không lựa chọn phòng ngự, mà chém ra một kiếm. Dùng mạng đổi mạng. Thế nhưng, tốc độ của nhân tôn nhanh hơn hắn rất nhiều. Ngay khi hắn vừa chém ra một kiếm kia, thì quyền của nhân tôn đã đánh vào ngực hắn rồi. Ngực Diệp Huyên lập tức bị lõm xuống, đồng thời, sức mạnh kinh khủng của nhân tôn cũng trực tiếp đánh hắn bay đi. Đạo thể tuy mạnh, nhưng lúc này, tu vi hắn bị trấn áp. Sức mạnh tự thân không bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao, nhất là kiểu sát chiêu như đạo kiếm hiện tại hắn căn bản không thể thi triển. Có thể nói, bây giờ dù là tốc độ hay sức mạnh,
thì hắn đều bị Nhân Tôn trấn áp. Sau khi dùng một quyền đánh bay Diệp Huyên, Nhân Tôn cũng không dừng tay, mà bước mạnh về phía trước, một bước lại đánh một quyền. Quyền như núi lửa bùng nổ, hủy thiên diệt địa. Diệp Huyên ở phía xa ánh mắt oán hận, hai tay hắn cầm kiếm Thiên Chu chém mạnh về phía trước. Mà lúc này, quyền của Nhân Tôn đã đến. Không gian xung quanh dao động một hồi, một quyền mạnh mẽ của Nhân Tôn trực tiếp đánh bay kiếm trong tay Diệp Huyên, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa thoáng chốc đã đánh mạnh lên người Diệp Huyên. Bịch! Diệp Huyên lập tức bị đánh bay ra ngoài cả nghìn trượng, hắn vừa dừng lại thì miệng đã phun ra máu, đồng thời, thân xác hắn cũng đã vỡ nứt. Nếu là ở bên ngoài, thân xác hắn có thể liên tục tự mình khôi phục, nhưng ở nơi này tu vi bị khống chế, hắn căn bản không thể tự mình chữa trị được thân xác mình. Nhân Tôn chậm rãi bước về phía Diệp Huyên, tay phải gã ta dần siết chặt, một luồng sức mạnh kinh người ngưng tụ trong bàn tay gã ta, bởi vì sức mạnh quá mạnh nên không gian quanh người gã ta lập tức cũng bị chấn động. Ở phía xa, Diệp Huyên chùi vết máu nơi khóe miệng, hắn nhìn lối ra ở phía xa, khẽ nói, hẳn là nàng ấy đã được an toàn rồi. Hắn biết, chỉ cần Hồ Lô Đại Tiên đưa Niệm Niệm đến Điện U Minh, thì dù là Ám Huyên cũng không làm gì được Niệm Niệm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ nhếch miệng cười, nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt tươi cười đã cứng đờ. Ở phía lối ra kia, hắn đã nhìn thấy một người. Niệm Niệm. Trên tay Niệm Niệm còn có một hồ lô. Hồ Lô Đại Tiên. Nhìn thấy Niệm Niệm, Nhân Tôn kia cũng sững người sau đó bật cười, thật thú vị. Diệp Huyên ở phía xa mắt như muốn nứt ra, Hồ Lô Đại Tiên. Ngươi làm cái quỷ gì vậy? Lúc này, Hồ Lô Đại Tiên đưa Niệm Niệm đến trước mặt Diệp Huyên, đồng thời âm thanh của Hồ Lô Đại Tiên cũng vang lên trong đầu Diệp Huyên, ai, ngươi không thể trách ta được. Ta cũng muốn đưa nàng ta đi, nhưng nàng ta không đi, ta cưỡng ép đưa nàng ta đi thì nàng ta muốn tự sát, ta thật sự không có cách gì, mẹ nó ta khổ quá mà. Diệp Huyên giống giận, thực lực ngươi bây giờ vượt xa nàng ấy, ngươi không thể ngăn nàng ấy tự sát. Hồ Lô Đại Tiên có chút bất đắc dĩ, bây giờ đúng là ta đánh được nàng ta, nhưng nàng ta đe dọa ta mà. Nàng ta nói, nếu ta đưa nàng ta đi, đợi sau khi nàng ta khôi phục ký ức, nàng ta sẽ đập vỡ tan thành trăm mảnh, ngươi biết đó, nàng ta ở thời kỳ đỉnh cao thì kinh khủng thế nào, ta sợ. Lúc trước gã ta đã bị Mộ Niệm Niệm đánh bại, đối với Mộ Niệm Niệm, hắn thật sự rất sợ. Diệp Huyên. Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi đã nói, sẽ không lừa ta. Diệp Huyên có chút chột dạ, ta không lừa muội. Niệm Niệm tức giận nói, huynh bỏ lại ta một mình. Diệp Huyên nhún vai, lúc trước muội cũng làm như vậy. Niệm Niệm bật khóc lớn. Khóc một lúc, cô bé lại ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, vậy chúng ta hòa rồi. Bây giờ, ai cũng không thể bỏ lại ai cả, được không? Diệp Huyên im lặng. Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ta không muốn một mình sống. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, rồi hắn kéo tay Niệm Niệm, nhẹ giọng nói, được. Ai cũng không thể bỏ lại ai. Niệm Niệm nín khóc khẽ cười, cô bé nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên, run rẩy nói, ta sợ chết, nhưng ta cũng sợ sống một mình, đừng bỏ ta lại. Ngay lúc này, Nhân Tôn ở phía xa bỗng nói, Diệp Huyên, cô gái váy trắng sau lưng ngươi thì sao? Diệp Huyên nhìn Nhân Tôn cười nói, nàng ta không phải là người bảo vệ người sao? Thế nào, đến lúc này rồi, nàng ta vẫn chưa xuất hiện. Không phải là sợ rồi chứ? Diệp Huyên đang định nói thì lúc ấy, không gian phía xa đột nhiên bị xé rách, sau đó, hai cô gái bỗng bước ra từ trong khe nứt không gian đó. Nhìn thấy hai cô gái, Diệp Huyên chợt ngây người. Một người trong đó hắn có biết, chính là Trương Văn Tú. Nhưng cô gái bên cạnh Trương Văn Tú thì hắn không biết. Ánh mắt Nhân Tôn dừng lại trên người cô gái bên cạnh Trương Văn Tú, ngươi không phải cô gái váy trắng. Cô gái cười nói, hình như ngươi hơi thất vọng. Nhân Tôn cười nói, quả thực ta có hơi thất vọng, bởi vì chúng ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho nàng ta, đáng tiếc nàng ta lại không đến. Thật quá đáng tiếc, nhưng mà không sao, sau này giết nàng ta cũng được. Giết nàng ta. Cô gái chớp mắt,
sau đó, đột nhiên lại biến mất. Sắc mặt Nhân Tôn bỗng nhiên thay đổi, gã ta đánh mạnh một quyền vừa đánh ra sức mạnh như lũ, chấn động đất trời. Thế nhưng, một quyền này vừa đánh ra, một bàn tay trắng mịn đã nắm chặt lấy cổ gã ta. Một chiêu miểu sát. Sắc mặt Nhân Tôn thay đổi, gã ta nhìn cô gái, kinh sợ nói, ngươi không bị trấn áp. Sao có thể? Cô gái nhìn Nhân Tôn, cười nói, giết đại thiên mệnh ta. Tên đần độn như ngươi, ngay cả một kiếm của nàng ta còn chẳng đỡ được, ngươi còn giết nàng ta giết cả mẹ ngươi kìa. Ta giết cả mẹ ngươi đấy. Nói rồi, nàng ta nắm chặt lấy. Đầu Nhân Tôn lập tức nổ tung, biến thành hư vô. Diệp Huyên, quá đáng sợ. Không thể không nói, Diệp Huyên lúc này cũng bị chấn động. Là miểu sát. Người phụ nữ trước mắt này lại giết nhanh diệt gọn Nhân Tôn. Nhân Tôn này là cao thủ cấp bậc gì chứ? Đó là cao thủ trên cả đạo thành cảnh đấy. Mà cấp bậc cao thủ này lại bị cô gái này miểu sát rồi. Quá kinh khủng. Trương Văn Tú lúc này cũng bị chấn động, nàng ta biết. Cô gái đến cùng mình rất mình nhưng nàng ta không ngờ đối phương lại mạnh đến mức độ này. Như nghĩ đến gì đó, đôi mắt Trương Văn Tú đột nhiên co lại. Cô gái này vừa nãy có nói ngay cả một kiếm của cô gái váy trắng mà nàng ta cũng không đỡ được. Cô gái váy trắng. Rốt cuộc nàng ấy mạnh đến nhường nào. Lúc này, Trương Văn Tú trong lòng như sôi sục. Cách đó không xa, cô gái khẽ vỗ tay. Nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, ta chạy trên đường cả mấy ngày trời rồi lại giết một tên rác rưởi như vậy, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Diệp Huyên. Trương Văn Tú ở bên cạnh vội nói, gì vất vả rồi. Gì? Diệp Huyên ngây người, sau đó nhìn Trương Văn Tú, gì của cô? Trương Văn Tú trầm giọng nói, của ta, mà cũng là của ngươi. Diệp Huyên. Cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, nói đúng hơn thì ta là gì cả của các ngươi. Gì cả? Diệp Huyên chớp mắt, có phải còn có gì hai gì ba không? Cô gái gật đầu, đúng. Diệp Huyên. Trương Văn Tú. Diệp Huyên trầm giọng nói, mẫu thân của ta và gì cả người là. Cô gái cười nói, chúng ta và mẫu thân ngươi là tỉ muội với nhau, còn về chuyện của mẫu thân ngươi. Ta không tiện nói nhiều, sau này ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Lại là sau này. Cô gái nhìn xung quanh, sau đó nói, nơi này có hơi đặc biệt. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, phân thân này của ta sắp biến mất rồi. Chuyện kế tiếp chỉ có thể tự ngươi giải quyết thôi. Diệp Huyên thấp giọng nói, gì cả, bản thể của ngươi đâu. Cô gái cười nói, đang bận. Diệp Huyên lại hỏi, cách nơi này xa không? Cô gái gật đầu, rất xa, quan trọng nhất là, có vào quy tắc rất phiền phức, chúng ta lại không cam nguyện phá vỡ một vào nguyên tắc, nói chung, chúng ta đến nơi này, thực sự khá là phiền phức. Diệp Huyên trầm giọng nói, Điện U Minh. Cô gái cười nói, bây giờ mới đoán được sao? Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, vừa nãy đã đoán được rồi. Nhưng không quá chắc chắn. Cô gái nhìn Diệp Huyên, lúc trước ngươi ở trong điện U Minh nói ngươi là cô nhi, không nơi nương tựa, nhóc con, hôm nay ta đến đây, là muốn nói với ngươi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, phụ thân ngươi không phải không quan tâm ngươi, hắn vì ngươi đã làm rất nhiều chuyện, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Chuyện thứ hai, ngươi cảm thấy kẻ địch bây giờ rất mạnh, nhưng lại không biết, kẻ địch tương lai của ngươi còn mạnh hơn nữa. Giống như ta, ngươi thấy ta có lợi hại hay không? Diệp Huyên vội gật đầu. Cô gái cười nói, nhưng điện U Minh của ta bây giờ đang gặp nguy. Lần này sở dĩ bản thể không đến cũng là vì nguyên nhân này. Diệp Huyên im lặng. Cô gái vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, đây là lần cuối cùng chúng ta ra tay giúp người, bởi vì sau này, chúng ta không chắc có thể sống sót được nữa hay không. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thân thể nàng ta dần dần mờ ảo. Diệp Huyên khẽ thi lễ với cô gái, gì cả, cảm ơn. Cô gái cười nói, đều là người nhà, khách sáo cái gì. Nói rồi, nàng ta nhìn Niệm Niệm bên cạnh Diệp Huyên, Niệm Niệm do dự chốc lát,
sau đó nhẹ giọng nói, gì? Cô gái cười ha ha, cái này ta không dám nhận. Diệp Huyên vội nói, gì cả, người có thể giúp Niệm Niệm khôi phục ký ức không? Cô gái lắc đầu, không thể. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta có thể không trả lời vấn đề này không? Diệp Huyên. Cô gái ngẫm nghĩ, sau đó nói, thôi vậy, vẫn nên trả lời cho người đi vậy. Sở dĩ ta không thể giúp nàng ấy khôi phục ký ức, là vì nàng ấy quá mạnh, ta không can thiệp được. Nói rồi nàng ta lại nhìn Niệm Niệm, nàng ấy là một cô gái kỳ lạ. Diệp Huyên nhíu mày, quá mạnh. Cô gái cười nói, kiếm đạo của nàng ấy, ngoài ba người mạnh nhất kia, à, cũng không đúng, nhà đầu Thính Vân kia hẳn cũng ngang sức nàng ấy, nhưng điểm mạnh của Niệm tỷ này của ngươi không chỉ là kiếm đạo, nói chung, nàng ấy có đạo của bản thân mình, huống hồ, còn rất mạnh, chuyện nàng ấy làm thì người bình thường không thể nào miễn cưỡng can thiệp được. Vì vậy, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao, nàng ấy cũng không có ý đồ hại ngươi. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó, thì cô gái đã biến mất hoàn toàn. Đi rất thản nhiên. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó đưa Trương Văn Tú và Niệm Niệm rời đi. Đương nhiên, Diệp Huyên cũng không quên 6 cuốn đạo kinh kia, lúc cô gái kia giết chết Nhân Tôn thì hắn đã lấy 6 cuốn đạo kinh về. Sau khi nhóm người Diệp Huyên đi chưa bao lâu, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở giới người phàm. Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, ta đến trễ rồi. Người này, chính là một trong tam đại tôn Ám Uyên, Địa Tôn. Trước đó hồn phách Nhân Tôn vụn vỡ thì ông ta đã chạy vội đến bên này, nhưng đáng tiếc là vẫn đến muộn. Địa Tôn quét mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Diệp Huyên kia được lắm. Xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nói xong, thân hình ông ta khẽ run lên, lập tức biến mất không vết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tại vũ trụ Ngũ Duy. Khi nhóm người Diệp Huyên quay về vũ trụ Ngũ Duy, Tô Chiết và Tô Khắc lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tô Chiết nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, Nhân Tôn kia. Diệp Huyên nói, chết rồi. Chết rồi. Tô Chiết nhìn Diệp Huyên, tiền bối kia giết chết. Diệp Huyên gật đầu. Tô Chiết trầm mặc. Nhân Tôn là một trong tam đại tôn Ám Uyên mà lại chết như vậy rồi. Diệp Huyên nhìn Tô Chiết, tiền bối, làm sao thì ta mới đạt đến thành đạo cảnh. Tô Chiết lắc đầu, ngươi không thể. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Tô Chiết thấp giọng thở dài, tiểu hữu, ngươi vừa mới đột phá không bao lâu, bây giờ nếu cưỡng ép tiến đến thành đạo cảnh, thì rất tệ. Hơn nữa, ngự đạo cảnh của ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Thực sự không hợp để tiến đến thành đạo cảnh. Diệp Huyên im lặng. Tô Chiết lại nói, đương nhiên, nếu ngươi mượn sức của thần linh chi ấn kia, thì cũng không phải không thể, nhưng ta không kiến nghị ngươi dùng ấn thần linh, ngươi kỳ tài ngút trời, hoàn toàn có thể dùng sức mình khai sáng đại đạo. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta không có nhiều thời gian như vậy. Lần này Nhân Tôn bỗng nhiên ra tay, khiến hắn hiểu ra. Ám Uyên này đã hạ quyết tâm phải giết chết Diệp Huyên hắn và Niệm Niệm. Mà hắn không cho rằng cái chết lần này của Nhân Tôn sẽ khiến Ám Uyên ngừng tay. Ám Uyên không chỉ không ngừng tay, mà thậm chí còn trở nên tàn nhẫn hơn. Tô Chiết do dự chốc lát, sau đó nói, chi bằng, tiểu hữu ngươi đi đến cổ thần Uyên với chúng ta. Tiểu hữu yên tâm, nếu ngươi đến cổ thần Uyên, dù là chủ nhân Ám Uyên đích thân ra tay, thì cổ thần Uyên ta cũng sẽ bảo vệ tiểu hữu. Diệp Huyên lắc đầu, sổ dọc. Nếu hắn rời khỏi nơi này, thì cả vũ trụ Ngũ Duy này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vũ trụ Ngũ Duy căn bản không ngăn nổi Ám Uyên. Thấy Diệp Huyên không đến cổ thần Uyên, Tô Chiết thấp giọng thở dài. Diệp Huyên không nguyện ý từ bỏ vũ trụ Ngũ Duy, thì sẽ luôn ở thế bị động. Ngay lúc này, Huyền Sơ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nói cho ngươi một tin không tốt. Huyền Ngoa Tông của thế giới Bà Sa đã cử người đến rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Huyền Ngoa Tông. Huyền Sơ gật đầu, một tông môn siêu cấp của thế giới Bà Sa. Lần này bọn họ đến cũng là vì đạo kinh trên người ngươi. Diệp Huyên trầm mặc, hắn không ngờ thế lực của thế giới Bà Sa lại đến nhanh như vậy.
Huyền Sơ chợt hỏi, cô gái lúc trước là ai? Diệp Huyên nhìn Huyền Sơ, gì cả ta? Huyền Sơ. Diệp Huyên hỏi, Huyền Sơ cô nương, Huyền Ngoa Tông đến bao nhiêu người? Huyền Sơ lắc đầu, không biết, nhưng có lẽ cũng sắp biết rồi, bởi vì bọn họ đã đến rồi. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ Huyền Sơ cô nương đã báo. Nói xong, hắn kéo theo Niệm Niệm quay người rời đi. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, không biết đang nghĩ gì. Một nơi nào đó trong đại điện. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hắn chậm rãi nhắm hai mắt. Lần này nếu không phải có Điện U Minh trợ giúp thì bản thân và Niệm Niệm có thể sống được hay không? Chắc chắn là không thể. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một điểm, chính là cao thủ trên thành đạo cảnh có thể đe dọa đến đạo thể của hắn. Nâng cao đạo thể. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Diệp Huyên, nhưng hắn lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Lúc trước hắn dựa vào món quà của Na Già Long tộc tăng mới nâng cao được đạo thể, còn bây giờ, nếu không có cơ hội, thì hắn căn bản không thể nâng cao đạo thể được. Dù là cảnh giới hay là thân thể, thì tạm thời hắn đều không thể nâng cao. Một lúc sau, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, xem ra, chỉ có thể đi từng bước một. Diệp Huyên không nghĩ đến chuyện nâng cao nữa, mà bắt đầu củng cố cảnh giới của mình, giống như lời của Tô Chiết, bây giờ ngay cả ngực đạo cảnh mà hắn vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ, thì thực sự không nên nghĩ đến thành đạo cảnh. Chấm chấm chấm. Một nơi trong tinh không, Ám Huyền Đại Tôn rủ mắt nhìn xuống vũ trụ ngũ duy bên dưới, bên cạnh ông ta chính là tiên sư kia. Gương mặt tiên sư vô cùng nặng nề, bởi vì ông ta không ngờ, nhân tôn đã chết rồi. Hơn nữa còn là chết trong giới người phàm. Như vậy là sao? Có nghĩa là đối phương không chịu khống chế bới pháp tắc ám đạo giới người phàm. Địa tôn đột nhiên nói, có tra được lai lịch cô gái kia chứ? Tiên sư lắc đầu, không tra được. Địa tôn nhíu mày, không tra được. Tiên sư gật đầu, đối phương giống như xuất hiện từ hư không vậy. Địa tôn im lặng. Một lúc sau, địa tôn nhìn xuống bên dưới, ta đã báo cho thiên tôn, 3 ngày sau, hắn sẽ đến nơi này. Nghe vậy, tiên sư giật mình trong lòng, thiên tôn nàng ta muốn ra tay sao? Vẻ mặt địa tôn vô cảm, người sau lưng Diệp Huyên này, mạnh hơn sơ với chúng ta nghĩ. Tiên sư trầm giọng nói, ngoài ra, còn có cổ thần Huyên kia, bọn họ đã quyết tâm muốn trợ giúp Diệp Huyên này. Địa tôn nhíu mày, mục đích bọn họ làm như vậy rốt cuộc là gì? Tiên sư thấp giọng thở dài, thế cục bây giờ, đối với chúng ta càng lúc càng không thuận lợi. Địa tôn lắc đầu, ngươi sai rồi. Tiên sư nhìn địa tôn nhẹ giọng nói, theo ta biết, rất nhiều tông môn thế giới bà Sa đã cử người đến vũ trụ ngũ duy. Mà mục đích của bọn họ chính là đạo kinh kia, cũng có nghĩa là, kẻ địch của Diệp Huyên càng lúc càng nhiều. Chúng ta có thể tạm thời yên lặng quan sát. Tiên sư đang định nói, thì lúc này trên không đạo thành phía xa, một hư ảnh đột nhiên ngưng tụ, tiếp đó, một luồng hơi thở mạnh mẽ thoáng chốc đã bao phủ cả đạo thành. Địa tôn khẽ cười nói, xem đi, cao thủ thế giới bà Sa đến rồi. Có kịch hay xem rồi. Trên không đạo thành phía xa, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt hư ảnh kia, hư ảnh đó dần dần ngưng tụ, là một người đàn ông trung niên. Thành đạo cảnh. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Người đàn ông trung niên cười nói, bảo vật thiên địa từ xưa đều nằm trong tay kẻ mạnh, người yếu như vậy, sao lại không biết thẹn mà giữ 6 cuốn đạo kinh. Diệp Huyên đột nhiên lấy ra 6 cuốn đạo kinh. Hắn để 6 cuốn đạo kinh ở trước mặt, sau đó nhìn người đàn ông trung niên, tiền bối nói đúng, như vậy thì sao, tiền bối tự hạ một cảnh giới rồi đấu với ta một trận, nếu tiền bối thắng, ta sẽ đưa 6 cuốn đạo kinh này cho tiền bối, người thấy thế nào? Người đàn ông trung niên cười ha ha, đúng là thú vị. Một ngự đạo cảnh lại thách đấu ta. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, ta đã từng đánh một trận với cao thủ trên đạo thành của Ám Huyên. Đối phương rất mạnh, ta không phải đối thủ. Người đàn ông trung niên lắc đầu, không không, không phải đối thủ mạnh, mà là người quá yếu. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, đó là cao thủ Ám Huyên đấy. Người đàn ông trung niên cười nói, Ám Huyên,
Đó là nơi rác rưởi nào chứ? Cũng xứng để sánh với thế giới bà sa ta sao? Ở nơi khác, vẻ mặt Địa Tôn vô cảm, không biết đang nghĩ gì. Còn sắc mặt tiên sư thì có phần u ám. Người đàn ông trung niên chợt nói, được, ta sẽ tự hạ cảnh giới xuống đấu với ngươi một trận, ngươi. Lúc này, giọng nói của Địa Tôn kia đột nhiên vang vọng khắp trời, các hạ, tuy Diệp Huyên chỉ là ngự đạo cảnh, nhưng sức chiến đấu này có thể giết chết thành đạo cảnh. Đặc biệt bên trong còn có một vài thần vật. Người đàn ông trung niên nhìn Địa Tôn trên trời, cười nói, ngươi chính là Tử Ám Nguyên sao? Địa Tôn gật đầu, đúng. Tại hạ là nhân tôn Ám Nguyên. Người đàn ông trung niên lắc đầu khẽ cười, người biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng không? Địa Tôn nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì. Người đàn ông trung niên cười nói, Diệp Huyên cảm thấy cao thủ Ám Nguyên các ngươi mạnh, đó là vì ông ta yếu, ông ta là ếch ngồi đáy giếng, ông ta chưa từng gặp nhiều thành đạo cảnh, vì vậy cảm thấy các ngươi mạnh, mà các ngươi cảm thấy Diệp Huyên không yếu, đó cũng là vì các ngươi yếu. Một cao thủ trên thành đạo cảnh mà ngay cả một thiếu niên ngự đạo cảnh cũng không giết được, ta chỉ có thể nói, các ngươi là vô năng. Hoàn toàn là vô năng. Nói đến đây, ông ta lắc đầu khẽ cười, nhớ đến năm đó chủ nhân ám kinh cũng xem như là nhân vật nổi danh, sao hậu nhân của hắn lại vô tích sự như vậy chứ? Địa Tôn ở trên trời, trầm mặc không nói. Tiên sư bên cạnh ông ta sắc mặt cũng u ám đến đáng sợ. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên nhìn Địa Tôn, lại nói, theo ta biết, đạo đình có một thần vật là đạo ấn, vật này chính là chí bảo của đạo đình năm đó, ngươi vừa nói Diệp Huyên có thần vật chắc không phải là vật này chứ. Nếu là vật này thì ta lại phải cẩn thận hơn rồi. Địa Tôn nhìn người đàn ông trung niên, vẻ mặt bình tĩnh, đạo ấn. Thần vật loại này sao hắn có được chứ? Ta nói thần vật kia là kiếm trong tay hắn, không phải đạo ấn, các hạ hoàn toàn có thể yên tâm rồi. Lên đi. Diệp Huyên. Kiếm. Nghe xong lời Địa Tôn nói, người đàn ông trung niên liền nhìn về phía kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên, ông ta lắc đầu cười, kiếm này cũng không tồi, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay ra rồi úp ngược và khẽ ép xuống dưới, trong giây lát, cảnh giới của ông ta liền giảm xuống thành đạo cảnh. Dường như nghĩ tới gì đó. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu liếc Địa Tôn một cái, để các ngươi nhìn thử, xem thế nào mới là cường giả thực sự. Nói rồi, ông ta lại ấn tay phải xuống thêm chút nữa, trong giây lát, ông ta lại tiếp tục từ thành đạo cảnh giảm xuống ngự đạo cảnh. Ở chân trời, Địa Tôn trầm mặc một lát mới lắc đầu, thế giới rộng lớn, chẳng hiếm điều lạ. Tiên sư. Ở bên dưới, người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên. Thế này thì không được coi là bắt nạt ngươi rồi chứ. Diệp Huyên thoáng do dự một lát rồi mới đáp, tiền bối, người có dám ép xuống chứng đạo cảnh không? Đám người. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, chứng đạo cảnh. Diệp Huyên gật đầu, ta cũng không có ý gì đâu, chỉ muốn mở mang tầm mắt xem cường giả có cảnh giới hơn cả thành đạo rốt cuộc mạnh tới mức nào. Nếu tiền bối có thể thắng ta khi đang ở cảnh giới chứng đạo cảnh. Vậy thì Diệp Huyên thật sự tâm phục khẩu phục. Người kia khẽ cười nói, Diệp Huyên, người cảm thấy ta ngu lắm à? Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên cười nói, dù ta tự tin thật nhưng cũng hiểu thế nào là cẩn tắc vô áy náy. Đi ra ngoài vẫn nên cẩn thận chút mới thỏa đáng. Thế nên, bây giờ ngươi có đánh không? Diệp Huyên gật đầu, đánh chứ. Hắn vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng ở nơi cũ nữa. Một ánh kiếm đột nhiên lao vụt qua không trung. Chiêu thức cực kỳ nhanh. Trong mắt người đàn ông trung niên vốn dĩ còn có chút đề phòng, mặc dù ông ta tự tin nhưng như ông ta đã nói, cẩn thận vẫn là trên hết, song lúc nhìn thấy chiêu kiếm này của Diệp Huyên, sự đề phòng trong đôi mắt kia lại đột nhiên biến mất. Tốc độ của chiêu kiếm này rất nhanh, nhưng đối với ông ta mà nói, nó lại quá yếu. Người đàn ông trung niên lắc đầu cười, chỉ có thế thôi à. Dứt lời, ông ta liềm đấm ra một quyền. Mà trong giây lát ấy, thế kiếm của Diệp Huyên đột nhiên biến đổi, vốn chỉ là một kiếm cực kỳ bình thường lại trở thành đạo kiếm. Giờ phút này, người đàn ông trung niên đột ngột biến sắc, bởi vì ông ta đã cảm nhận được mối nguy, ngay lập tức chuyển từ thế công sang phòng ngự, đan chéo hai tay rồi quét ngang trước mặt.
Cùng lúc đó, ông ta không còn tiếp tục áp chế cảnh giới của bản thân nữa, thế nhưng giờ phút này, kiếm của Diệp Huyên đã hạ xuống. Uỳnh! Trong tầm mắt của mọi người đàn ông trung niên đã bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém bay, mà trong quá trình bay, thân thể còn bị vỡ thành từng mảnh, đến khi xuất hiện ở cách đó hơn nghìn trượng thì đã chỉ còn lại mỗi linh hồn. Sau khi Diệp Huyên chém bay người đàn ông trung niên chỉ bằng một kiếm, hắn lập tức chỉ tay một cái, kiếm chấn hồn đột nhiên bay ra. Mà đúng lúc này, linh hồn của người đàn ông trung niên kia đột nhiên biến mất ở phía cuối chân trời, rồi một tiếng hét đầy phẫn nộ truyền tới, hèn hạ. Vô sỉ, hèn hạ, vô sỉ, Diệp quân ta chưa bao giờ gặp kẻ nào hèn hạ vô sỉ tới mức này. Diệp Huyên. Ở một nơi khác, Huyền Sơ lắc đầu. Ông lão bên cạnh nàng ta cũng lắc đầu, Diệp quân này quả là một kẻ lạ đời. Huyền Sơ nói khẽ, văn minh võ học đạo kinh bắt nguồn từ thế giới bà sa, ngay từ đầu khi đối mặt với vũ trụ ngũ duy, chúng ta đã tỏ ra là mình có tài trí hơn người, đừng nói gì ngũ duy, cho dù đối mặt với ám nguyên và cổ thần nguyên, chúng ta vẫn giữ nguyên tâm thái đó. Nhưng lại không hề biết rằng, bất kể là ngũ duy hay ám nguyên, thật ra chẳng có bên nào kém cỏi. Ông lão trầm mặc. Thật ra ngay lần đầu đối mặt với Diệp Huyên thì ông ta cũng không quá coi trọng hắn. Trong lòng ông ta khi đó, Diệp Huyên chỉ đơn thuần là cũng tạm mà thôi. Nhưng giờ xem ra, Diệp Huyên này nào chỉ là cũng tạm. Đừng nói chi là vũ trụ ngũ duy, cho dù Diệp Huyên có ở thế giới bà sa thì chắc chắn cũng sẽ là người đứng đầu trong đám thanh niên. Dường như nghĩ tới gì đó, ông lão liền lắc đầu thở dài. Diệp công tử này, đúng là biết cách giả vờ quá rồi. Ông ta vẫn không thể nào quên được lúc bọn họ mới tới, Diệp Huyên đã tỏ ra yếu thế ra sao. Kẻ mạnh không hề đáng sợ, điều đáng sợ chính là người đó giấu đi bản lĩnh cường đại của chính mình. Lúc này, Huyền Sơ đột nhiên hỏi, lúc nào sư phụ tới? Ông lão trầm giọng đáp, trong vòng 2 ngày nữa. Huyền Sơ khẽ gật đầu. Nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên ở đằng xa, không biết đang nghĩ điều gì. Ở nơi xa, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về chỗ Địa Tôn đang đứng, và ông ta cũng đang nhìn hắn. Không thể không nói, thực lực của Diệp Huyên đã vượt ngoài dự liệu của ông ta. Tuy Diệp Quân đã tự ép thực lực xuống 2 cảnh giới, thế nhưng bản lĩnh vẫn còn đó. Vậy mà lại không thể đỡ nổi một kiếm của Diệp Huyên. Có thể thấy được nếu như Diệp Huyên đạt tới thành đạo, vậy thì kẻ này chính là sự tồn tại vô địch trong số những người cùng cấp bậc. Cho tới nay, Ám Huyên luôn dồn hết sự chú ý vào thế lực đứng sau Diệp Huyên và cổ thần Huyên, nên cũng chẳng mấy chú trọng đến bản thân Diệp Huyên. Thật ra thì chính Diệp Huyên cũng đã vô cùng khủng bố rồi. Nếu một kẻ như thế đã đứng ở phía đối địch, vậy thì nhất định phải bóp chết. Diệp Huyên nhìn Địa Tôn. Cười nói, có muốn biết nhân tôn đã chết như thế nào không? Địa Tôn hơi híp mắt, người đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên cười cười, quay lưng rời đi. Ở chân trời, Địa Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Nhân tôn đã chết thế nào ư? Thật ra, việc nhân tôn chết không hề đáng sợ, điều đáng sợ là nhân tôn đã chết tại nhân gian. Điều đó có ý nghĩa thế nào? Chính là cô gái đã giết chết nhân tôn không hề chịu trói buộc bởi pháp tắc ám đạo của nhân gian. Ám Huyên bọn họ cũng đã từng gặp được người thừa khả năng phớt lờ pháp tắc ám đạo nhân gian. Chính là Tư Đồ Thính Vân. Năm xưa, cô gái đó đã khiến cả Ám Huyên phải chịu tổn thất nặng nề. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh ông ta, U Minh Điện. Địa Tôn quay đầu lại. Bên cạnh ông ta lúc này là một người phụ nữ mặc bộ váy màu đen đơn giản, chiếc váy đen tuyền một màu mang tới cảm giác đầy áp lực. Thiên Tôn. Tiên sư vội vàng hành lễ, tham kiến Thiên Tôn. Thiên Tôn khẽ gật đầu, Địa Tôn đứng cạnh bà ta thì nói, đại tỷ, tỷ đến sớm vậy. Thiên Tôn khẽ nói, tam đệ đã chết rồi, ta có thể không đến sớm được sao? Địa Tôn im lặng. Thiên Tôn nhìn Địa Tôn, trông ngươi không có vẻ đau buồn lắm. Địa Tôn lắc đầu, đau buồn cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Thiên Tôn cười đáp, đúng là vậy. Dứt lời, bà ta liền nhìn xuống dưới, ta đã điều tra ra được, người giúp hắn tới từ một thế lực tên U Minh Điện thuộc vũ trụ tứ duy.
Địa Tôn nhíu mày, U Minh Điện, sao đệ chưa từng nghe thấy cái tên này nhỉ? Thiên Tôn khẽ nói, một thế lực cực kỳ cổ xưa, cũng vô cùng thần bí. Bọn họ xuất hiện ở vũ trụ tứ duy, nhưng sau đó không biết tại sao lại đột nhiên biến mất. Địa Tôn trầm giọng, biến mất, ý là rời khỏi đó sao? Thiên Tôn gật đầu, đúng là thế. Về phần đi đâu thì không rõ, nhưng giờ xem ra, đây là một nhóm người vô cùng đáng gờm. Địa Tôn hỏi, sao? Thiên Tôn nhìn về phía Địa Tôn, để có biết tại sao sau khi nữ nhân kia giết Nhân Tôn xong liền rời đi luôn không? Không đợi Địa Tôn trả lời, Thiên Tôn lại nói tiếp, bởi vì nàng ta chỉ là một phân thân. Phân thân? Con người của Địa Tôn co nhỏ, chuyện này. Thiên Tôn lại cười nói, một phân thân không thèm để tâm đến pháp tắc đại đạo mà ám tổ lưu lại ở nhân gian đã giết chết Nhân Tôn, có phải ngươi cảm thấy khó tin lắm đúng không? Địa Tôn trầm giọng đáp, chuyện này quả thật quá đáng sợ. Thiên Tôn khẽ nói, có chuyện còn đáng sợ hơn thế. Địa Tôn nhìn Thiên Tôn, là gì? Thiên Tôn nhìn xuống bên dưới, hắn ta đã gặp được đám người Na Già Long tộc, mà theo ta được biết, tộc trưởng cuối cùng của Na Già Long tộc đã bị vị kia trấn áp trong ám giới, ta từng tới ám giới, lão tộc trưởng đó đã chết dưới tay vị đại năng ấy. Nhưng Diệp Huyên lại dẫn theo cháu gái của lão tộc trưởng đó rời khỏi ám giới. Có hai khả năng, một là vị đại năng đó đã thả Diệp Huyên và Na Già lâu, mà đây gần như là điều không thể. Còn khả năng thứ hai. Nói tới đây, bà ta im bặt. Địa Tôn trầm giọng tiếp lời, khả năng thứ hai chính là người đứng phía sau đã ra tay bảo vệ Diệp Huyên và Na Già lâu. Thiên Tôn gật đầu, đúng vậy. Nếu thật sự có người ra tay bảo vệ hắn, vậy thì chúng ta phải một lần nữa xác nhận lại thực lực của thế lực đứng đằng sau đó. Địa Tôn đột nhiên hỏi, đại tỷ, tỷ có biết cô gái váy trắng kia không? Thiên Tôn im lặng không đáp. Địa Tôn nhíu mày, sao vậy ạ? Thiên Tôn khẽ nói, thần bí và cường đại. Địa Tôn hỏi, mạnh đến mức nào? Thiên Tôn khẽ cười đáp, để có biết tại sao cổ thần Uyên lại thà chết cũng muốn giúp đỡ Diệp Huyên như thế không? Địa Tôn trầm giọng đáp, bởi vì cô gái váy trắng đó sao? Thiên Tôn gật đầu, theo những gì ta điều tra được, cô gái váy trắng từng đi qua cổ thần Uyên, nhưng ta lại không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Có điều lại có thể khẳng định được, cổ thần Uyên ra sức bảo vệ Diệp Huyên như thế, còn là đích thân Tô Chiết bảo vệ, ắt hẳn có liên quan tới cô gái váy trắng kia. Mà nguyên nhân khiến cho cổ thần Uyên không tiếc phải trả giá lớn để giúp đỡ Diệp Huyên như thế, hoặc là do cô gái váy trắng đã làm giao dịch gì đó với bọn chúng, hoặc là bọn chúng muốn tăng thiện cảm với cô ta, nếu như là vế thứ hai, vậy thì sự đáng gờm của cô ả chính là thứ chúng ta không cách nào tưởng tượng được. Địa Tôn im lặng không đáp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thiên Tôn lại nói, còn một chuyện nữa, đó chính là Diệp Huyên đã hấp thu máu của Na Già Long tộc, thế nên trong người hắn có chứa sức mạnh của tộc đó. Máu của Na Già Long tộc là thứ vô cùng cứng cáp và bá đạo, đừng nói là trong nhân loại, mà kể cả yêu thú, nó cũng chính là sự tồn tại đứng đầu, vậy mà Diệp Huyên lại có thể hấp thu được thứ máu ấy. Điều này có ý nghĩa gì? Tức là sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên còn hơn cả Na Già Long tộc, không đúng, phải là vượt xa Na Già Long tộc. Nhưng chúng ta lại chẳng biết bất cứ điều gì về lai lịch của sức mạnh huyết mạch trên người hắn. Địa Tôn lắc đầu, người này quá mức thần bí mà. Thiên Tôn nhìn xuống đạo thành ở bên dưới, sau khi nhìn thấy hắn, tổ tiên Triệu Chi Thanh của đạo đình đã truyền lại chức đạo chủ cho hắn. Có hai nguyên nhân dẫn tới, một là Triệu Chi Thanh coi trọng Diệp Huyên, tất nhiên hắn cũng không tồi, là thiên tài trời sinh hiếm có trên thế gian. Nhưng ta cảm thấy chắc chắn Triệu Chi Thanh không thể chỉ vì vậy mà chọn hắn làm đạo chủ, đồng thời còn trao cả đạo ấn cho hắn. Địa Tôn trầm giọng, vì thế lực đứng đằng sau Diệp Huyên. Thiên Tôn gật đầu, hẳn là vậy. Ngoài điều này ra thì Diệp Huyên và Tư Đồ Thính Vân cũng có quan hệ, phía sau hắn nhất định là một thế lực cực kỳ thần bí và mạnh mẽ. Nhưng kẻ ấy có lẽ đều không thuộc về thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Địa Tôn nhíu mày, vậy chúng ta có phần thắng nào không? Thiên Tôn lắc đầu, xét từ thực lực của Tư Đồ Thính Vân và cô gái thuộc U Minh Điện kia, chúng ta không có bất cứ phần thắng nào cả. Địa Tôn trầm giọng, vậy phải từ bỏ sao? Thiên Tôn cười đáp, không.
Địa Tôn nhíu mày, tại sao vậy? Thiên Tôn khẽ nói, bởi vì hắn ta có thể gọi ra được đại đạo chi linh, thế nên chúng ta và hắn chính là kẻ thù không đội trời chung. Dứt lời, bà ta liền mỉm cười, có điều, chúng ta cũng không phải chẳng có chút phần thắng nào. Ván cờ này, ta phải chơi thật hay mới được, dù sao bây giờ số người thèm khát đạo kinh trong tay hắn cũng quá nhiều. Nếu Ám Uyên chúng ta đơn độc đối đầu thì quả thật không có phần thắng mấy, nhưng tại sao chúng ta lại phải đơn độc đối đầu đây? Ta có thể chọn cách đánh hội đồng kia mà, đúng chứ? Diệp Huyên về phòng, trước mặt hắn lúc này là kiếm chấn hồn. Kiếm chấn hồn vẫn chưa đột phá, nhưng đã đạt tới điểm giới hạn. Nếu vừa nãy hấp thu được linh hồn của Diệp Quân, ắt hẳn nàng ta có thể đột phá, tiếc là lại để tên đó trốn mất. Việc Diệp Quân trốn thoát cũng khiến cho Diệp Huyên hiểu rõ một điều, rằng cường giả có cảnh giới trên thành đạo quả nhiên không hề dễ giết. Sau một hồi trầm mặc, Diệp Huyên đột nhiên thu hồi kiếm chấn hồn, đứng dậy rời khỏi phòng. Về phần Niệm Niệm, hiện tại cô bé vẫn đang ở bên trong tháp giới ngục. Nếu để cô bé ở bên ngoài, quả thật rất dễ gặp phải nguy hiểm. Phải biết rằng, người mà Ám Huyên kiêng kỵ không phải Diệp Huyên hắn, mà chính là Niệm Niệm. Diệp Huyên bước vào tinh không của vũ trụ ngũ duy, Tô Chiết hiện đang ở đó. Tô Chiết cũng không dẫn người rời đi, nếu như lão rời khỏi đó rồi, thì ắt hẳn đám cường giả siêu cấp của Ám Uyên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, và tất nhiên vũ trụ ngũ duy hiện giờ không thể nào chống đỡ được. Nhìn thấy Diệp Huyên, Tô Chiết mỉm cười, tiểu hữu chỉ dùng một kiếm đã có thể khiến Diệp Quân bị trọng thương, với thực lực như vậy, đừng nói là vũ trụ ngũ duy, mà ngay cả ở thế giới bà sa này, cậu cũng chính là người top đầu thế hệ trẻ. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối nói đùa rồi. Ta có thể khiến Diệp Quân đó bị trọng thương là bởi ông ta chủ quan khinh địch, hơn nữa còn tự ép cảnh giới của mình xuống, bằng không chỉ e ta không phải đối thủ của ông ta. Trong mắt Tô Chiết lóe lên chút kinh ngạc, Diệp Huyên đã chém nát thân thể của Diệp Quân chỉ bằng một kiếm mà không hề đắc ý chút nào, chuyện này quả thật ngoài dự liệu của lão. Diệp Huyên ôm quyền, lần này đa tạ tiền bối tương trợ, Diệp Huyên vô cùng cảm kích. Tô Chiết thu hồi suy nghĩ, cười nói, kẻ địch của Ám Uyên chính là bằng hữu của cổ thần Uyên chúng ta. Diệp Huyên do dự một lát mới hỏi, tiền bối đã từng gặp Thanh Nhi bao giờ chưa? Cô gái váy trắng. Nụ cười trên mặt Tô Chiết nhạt dần, lão khẽ gật đầu, đã từng gặp. Diệp Huyên vội vàng hỏi, muội ấy có từng nói gì không? Tô Chiết cười khổ một tiếng. Lúc mới nhìn thấy vị tiền bối kia, bởi vì thực lực của bọn họ uy hiếp đến Diệp Huyên nên tiền bối đó muốn tiêu diệt cả cổ thần Uyên. Nghĩ tới đây, Tô Chiết lắc đầu cười, tiểu hữu, tiền bối chưa từng nói gì khác, chỉ bảo chúng ta đừng làm tổn thương cậu thôi. Diệp Huyên. Tô Chiết hơi do dự một lát mới nói tiếp, tiểu hữu, mạo muội hỏi một chút, rốt cuộc vị tiền bối ấy là. Thật ra, lão cũng từng điều tra về Diệp Huyên và cô gái váy trắng, biết được rất nhiều điều về Diệp Huyên. Còn cô gái váy trắng thì lại gần như không biết gì cả. Người đó quá mức thần bí. Lai lịch của Thanh Nhi thế nào ư? Diệp Huyên lắc đầu cười, thật ra hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết nàng ấy tên là Thanh Nhi, ngoài việc nói là người thân của hắn thì hắn chẳng hề biết gì về lai lịch của nàng ấy. Thấy Diệp Huyên không đáp, Tô Chiết cũng không tiếp tục gặng hỏi chuyện này nữa mà đổi sang một vấn đề khác, tiểu hữu. Với thực lực của tiền bối, muốn diệt trừ Ám Uyên hẳn chẳng thành vấn đề, vì sao vị ấy lại? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, tiền bối à, ông vẫn chưa hiểu ra sao. Vì cô ấy căn bản không coi Ám Uyên là cái gì hết. Nghe vậy, vẻ mặt Tô Chiết dần trở nên ngưng trọng hẳn. Đúng vậy. Với thực lực của mình, vị tiền bối kia việc gì phải đặt Ám Uyên vào mắt cơ chứ? Giống với việc một con voi chẳng cần thiết phải để ý tới một con kiến nhỏ bé. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, hẳn tiền bối cũng biết về nguyên nhân tai ách trên người ta chứ. Tô Chiết gật đầu, lão đang muốn nói tiếp xong đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì đó nên đồng tử co rụt lại, tiểu hữu, ý của cậu là vị tiền bối đó đang ngăn cản nguyên nhân tai ách giúp cậu. Diệp Huyên gật đầu. Vẻ mặt Tô Chiết lại càng nặng nề hơn, khó trách. Khó trách cậu có thể sống tới hiện giờ, hóa ra là vậy. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiền bối,
rốt cuộc cảnh giới phía trên thành đạo được gọi là gì? Tô Chiết trầm giọng đáp, quy nhất. Diệp Huyên nhíu mày, quy nhất ư? Tô Chiết gật đầu, vạn pháp quy nhất, vạn đạo quy nhất. Cường giả đạt tới cấp bậc này có thể hợp nhất vạn pháp và vạn đạo trên thế gian. Với tình hình hiện tại, bất kể là cổ thần uyên chúng ta hay ám uyên cũng chỉ có rất ít những cường giả như thế. Về phần thành đạo cảnh, tuy số lượng cường giả thành đạo cảnh không ít, nhưng người thành đạo thực sự lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, người thành đạo thực sự là. Tô Chiết khẽ gật đầu, mỗi một cảnh giới đều chia thành thật và giả, có một vài cường giả thành đạo cảnh, dù trình độ là thế nhưng có thể nói thực lực thật sự của họ lại chưa tới 60% thành đạo cảnh thực sự, giống như Diệp Quân hồi nãy vậy. Còn nếu như đối phương đủ trình độ, dù cho tự ép cảnh giới xuống thì cậu cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Cũng giống như cậu vậy, cho dù cậu tự ép cảnh giới xuống chứng đạo cảnh, nhưng trong số những người thuộc chứng đạo cảnh cũng sẽ chẳng có mấy ai là đối thủ của cậu. Diệp Huyên gật đầu, ta đã hiểu. Tô Chiết lại nói, ám uyên có tam đại tôn, thiên tôn, địa tôn, nhân tôn. Cả ba đều ở cảnh giới quy nhất, thế nhưng thiên tôn là kẻ đáng gờm nhất bởi vì bà ta chính là kiểu quy nhất đủ trình độ mà vừa nãy ta nhắc tới. Ngoài ra, ám uyên còn có nhị thần âm dương, hai kẻ này đã đạt tới quy nhất đỉnh cao vào mấy vạn năm trước, về phần hiện giờ thế nào, chỉ e đã sâu đến khó lường. Sổ dọc. Dứt lời. Ông ta lại nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, ta vẫn muốn khuyên cậu một câu, hay là tới cổ thần uyên chúng ta đi. Ở nơi đó, cổ thần uyên có thể bảo vệ được cậu, còn nếu cậu ở vũ trụ ngũ duy, vậy thì lại nằm ngoài tầm với của cổ thần uyên chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng đáp, Diệp Huyên xin nhận ý tốt của tiền bối. Nhưng ông cũng biết đó, nếu như ta rời khỏi đây thì chắc chắn ám uyên sẽ dùng ngũ duy để uy hiếp ta, bởi vậy, ta sẽ không từ bỏ ngũ duy đâu. Tô Chiết thấp giọng thở dài, nhưng thứ cho ta nói thẳng, với thực lực hiện giờ, tiểu hữu căn bản không thể chống lại được ám uyên, trừ phi Niệm Niệm cô nương khôi phục trí nhớ, hoặc người đứng sau cậu xuất hiện. Diệp Huyên trầm mặc. Lúc nào Niệm Niệm mới nhớ lại tất cả? Hắn cũng không biết. Về phần U Minh Điện, chỉ e hiện giờ U Minh Điện cũng không rảnh để chiếu cố hắn. Có thể nói mọi chuyện tiếp theo đây đều chỉ có thể do bản thân hắn tự mình đối mặt. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn sang Tô Chiết tiền bối, ta có một yêu cầu hơi quá đáng chút. Tô Chiết gật đầu, tiểu hữu nói đi. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, ta muốn nhờ ông ở lại vũ trụ ngũ duy 3 tháng. Ta cần thời gian 3 tháng đó. Tô Chiết không đáp. Diệp Huyên đột nhiên nói, một ngày nào đó ta gặp được Thanh Nhi, nếu tiền bối có gì muốn hỏi hay muốn biết thì ta có thể thay mặt tiền bối hỏi nàng ấy. Nghe vậy, vẻ mặt Tô Chiết hơi dao động, lão ôm quyền, nếu thật sự là vậy, thì lão hủ cảm ơn tiểu hữu trước. Nếu như có thể thỉnh giáo được cô gái váy trắng đôi điều, ắt hẳn sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Đôi lời chỉ điểm của cường giả như thế có thể giúp lão ta bớt được đến cả vạn năm khổ tu. Tô Chiết lại nói, tiểu hữu, ta sẽ điều 26 cường giả cảnh giới trên thành đạo tới vũ trụ ngũ duy, ngoài ra, vì để phòng ngừa rủi ro. Ta sẽ đích thân đi mời sư tôn đến ngũ duy, có người ở đó, dù cho chính thiên tôn ra tay cũng sẽ không làm gì được cậu đâu. Diệp Huyên ôm quyền, đa tạ. Tô Chiết cười nói, tiểu hữu, lão hủ cũng có một yêu cầu hơi quá đáng. Diệp Huyên cười, tiền bối cứ nói. Tô Chiết trầm giọng, nếu tương lai tiểu hữu thật sự tập hợp được tất cả đạo kinh, vẫn mong lúc đó cậu có thể cho cổ thần uyên mượn để xem thử được chăng? Diệp Huyên mỉm cười, tất nhiên là được. Tô Chiết cười đáp, cảm ơn cậu. Sau một hồi trò chuyện với Tô Chiết, Diệp Huyên liền rời khỏi nơi đó, còn Tô Chiết cũng rời khỏi vũ trụ ngũ duy. Với tình hình hiện tại, lão cũng biết bản thân không đủ sức giữ nổi nơi này. Bởi vì không chỉ có Ám Nguyên, mà còn có thế giới bà xa nữa. Quả thật khó lòng ngăn chặn. Giữa tinh không, Tô Chiết đang bay đột nhiên ngừng lại. Trước mặt lão không xa chính là một người phụ nữ đang đứng. Là Thiên Tôn. Tô Chiết khẽ nheo mắt, không ngờ Thiên Tôn lại tự mình ra mặt cơ đấy. Thiên Tôn cười nói, Tô Chiết, trong ấn tượng của ta, ngươi là một lão cáo giả, nhưng lần này ngươi lại tình nguyện giúp đỡ Diệp Huyên như thế, quả nhiên ngoài dự liệu.
có vẻ không giống với phong cách thường ngày của ngươi chút nào. Tô Chiết không lộ cảm xúc, kẻ địch của Ám Uyên chính là bằng hữu của Cổ Thần Uyên chúng ta. Thiên Tôn lắc đầu cười, không, nếu ta đoán không sai, người giúp đỡ hắn như thế chính là vì cô ả váy trắng đã chống lưng cho hắn. Tô Chiết nhìn Thiên Tôn, không hề lên tiếng. Khóe miệng Thiên Tôn khẽ cong, Tô Chiết, ta rất tò mò, tốt cuộc cô ả áo trắng kia mạnh đến mức nào mà lại có thể khiến Cổ Thần Uyên các ngươi không tiếc mọi giá bảo vệ Diệp Huyên bằng được. Tô Chiết cười đáp, xem ra bà cũng đang điều tra về cô gái váy trắng đó. Vốn dĩ lão tính nói là vị tiền bối đó, nhưng ngẫm lại, thôi vậy. Tại sao phải để Ám Uyên biết được sự cường đại của người đó cơ chứ? Để bọn chúng không lượng sức chẳng phải tốt hơn sao? Thiên Tôn nhìn Tô Chiết, theo ta biết, bà Sa Tông, Huyền Ngoa Tông và đệ nhất thế gia tiêu tộc của thế giới bà Sa đều đã phái người đến vũ trụ ngũ duy cả rồi. Ngoài ra, huyền cơ môn của thế giới bà Sa còn đang thiết lập trận pháp truyền tống, một khi thành công, thì thế giới bà Sa muốn tới vũ trụ ngũ duy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Mà khi ấy, người biết Diệp Huyên sẽ phải đối mặt với điều gì không? Đúng vậy, còn cả Ám Uyên bọn ta nữa. Tô Chiết im lặng không đáp. Thiên Tôn cười nói, Tô Chiết, Cổ Thần Uyên các ngươi tương trợ Diệp Huyên chẳng khác nào đang đối địch với tất cả mọi người. Tô Chiết cười đáp, thế thì sao? Thiên Tôn nhìn Tô Chiết, im lặng một lát mới cười nói, xem ra cô ả đó còn mạnh hơn những gì ta tưởng. Có điều, người cảm thấy nàng ta có thể đối phó được với tất cả mọi người sao? Tô Chiết liếc Thiên Tôn một cái, cười nói, Thiên Tôn, nể tình bà khuyên nhủ ta lâu như vậy, ta cũng khuyên lại bà một câu vậy. Bất kể là Cổ Thần Uyên bọn ta hay Ám Uyên các bà, chúng ta có thể tồn tại đến hiện giờ quả thật cũng không hề dễ. Thế đạo này vốn đã gian nan, tội gì còn phải tạo thêm phiền phức cho mình. Đạo kinh kia thật sự quan trọng tới vậy sao? Chẳng phải còn sống vẫn tốt hơn ư? Thiên Tôn nhìn Tô Chiết, rốt cuộc ả ta mạnh đến mức nào? Tô Chiết lại im lặng. Thiên Tôn cười nói, ta đổi cách hỏi khác vậy. Nếu ta và nàng ta giao đấu, thì tỷ lệ thế nào? Tô Chiết nhìn Thiên Tôn, bà sao? Thiên Tôn gật đầu, có lẽ ta vẫn có chút phần thắng chứ. Tô Chiết im lặng một lát mới đáp, vậy chia 3-7 đi. Bà 3, còn cô gái đó 7. Thiên Tôn trừng mắt, thật sao? Tô Chiết cười nhạt, ta chưa từng lừa gạt ai hết. Thiên Tôn bật cười ha hả, biết rồi. Đa tạ đã báo. Dứt lời, bà ta liền quay người biến mất hút. Tô Chiết vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Nói khẽ cảm giác lừa gạt kẻ khác quả nhiên thoải mái, khó trách Diệp Tiểu Hữu lại thích lừa gạt như thế. Vũ trụ ngũ duy. Trong kiếm điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn là Na Già Lâu. Bây giờ hắn đang truyền thụ tâm pháp đạo kinh cho Na Già Lâu. Na Già Lâu cũng tu luyện đạo thể, nhưng lại không tu luyện tâm pháp đạo kinh, mà bây giờ hắn không hề giữ lại chút nào. Truyền thụ toàn bộ tâm pháp đạo kinh cho Na Già Lâu. Thực lực của Na Già Lâu là gần với thành đạo cảnh nhất, nếu như nàng tu luyện tâm pháp đạo kinh thì thực lực của nàng sẽ đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Dù là trước mắt, chỉ sợ Diệp Huyên cũng không bằng nàng, dẫu sao cũng là long tộc, có ưu thế được trời ưu ái. Một lát sau, Na Già Lâu đứng dậy, nàng nhìn Diệp Huyên, cảm ơn. Nói xong, nàng trở về tháp giới ngục. Diệp Huyên im lặng một lát rồi đứng dậy rời khỏi đại điện, lúc này tiếng nói của Diệp Chi Mệnh vang lên trong đầu hắn, tiếp theo có tính toán gì? Diệp Huyên khẽ cười nói, có thể có tính toán gì chứ? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mà thôi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nhất định phải khiến Niệm Niệm khôi phục trí nhớ. Diệp Huyên gượng cười, ta cũng muốn, nhưng cô cũng biết tình trạng của Niệm Niệm rồi đó. Chính bản thân cô bé cũng không biết lúc nào mình sẽ khôi phục trí nhớ. Diệp Chi Mệnh im lặng chốc lát rồi nói, ngươi còn nhớ lời gì cả kia của ngươi nói không? Diệp Huyên hỏi, lời gì? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nàng ta không cách nào nhúng tay vào chuyện của Niệm Niệm, nói cách khác, có lẽ Niệm Niệm mất trí nhớ là bản thân cô bé cố tình làm. Diệp Huyên nhíu mày, cố tình làm. Diệp Chi Mệnh nói, là suy đoán của ta. Nhưng mà, vì sao cô bé lại mất trí nhớ chứ? Bởi vì vũ trụ ngũ duy sao?
nhưng hôm nay vũ trụ ngũ duy đã khôi phục. Diệp Huyên im lặng. Thật ra hắn cũng rất nghi ngờ, sao Niệm Niệm lại mất trí nhớ chứ? Là cô bé không muốn nhớ lại chuyện trước kia sao? Cũng không phải. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cách Diệp Huyên vài chục trượng. Người đàn ông trung niên này vừa xuất hiện, Di Tôn đã lập tức xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên, người của thế giới Bà Sa. Người đàn ông trung niên cười nói, Lý Thu Hoành, đại trưởng lão của Huyền Ngoa Tông. Diệp Huyên cười nói, chắc hẳn các hạ đến vì đạo kinh. Lý Thu Hoành gật đầu, Diệp công tử, trước khi đến đây, Ám Huyên đã tìm ta, bọn họ muốn hợp tác với Huyền Ngoa Tông ta, nhưng ta không lập tức đồng ý. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử biết vì sao ta không lập tức đồng ý không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Lý Thu Hoành cười nói, Diệp công tử, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải rõ, dựa vào thực lực của ngươi và vũ trụ ngũ duy, căn bản không bảo vệ nổi những đạo kinh đó. Nếu đã như vậy, tại sao không giao ra để bảo đảm bình an chứ? Diệp Huyên lắc đầu cười, các hạ, ta giao đạo kinh ra, các ngươi thật sự sẽ bỏ qua cho ta sao? Lý Thu Hoành nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi bằng lòng giao ra, cái khác ta không dám cam đoan, nhưng ta có thể cam đoan, Huyền Ngoa Tông ta sẽ không đối địch với ngươi. Diệp Huyên im lặng. Lý Thu Hoành cười nói, ta biết, sau lưng Diệp công tử có một thế lực hùng mạnh. Nhưng, Diệp công tử ngươi thật sự cảm thấy những người sau lưng ngươi có thể cùng lúc chống lại Ám Huyên và các tông môn lớn của thế giới Bà Sa sao? Diệp Huyên không nói gì. Lý Thu Hoành lắc đầu cười một tiếng, có lẽ Diệp công tử vẫn chưa hiểu rõ thế giới Bà Sa, ta chỉ có thể nói với ngươi, trong mấy thế lực lớn của thế giới Bà Sa, tùy tiện lấy ra một thế lực cũng có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiền bối nói rất có lý. Đạo kinh này ở trong tay ta chính là tai họa, nhưng nếu cứ giao ra như vậy, ta thật sự không cam lòng. Lý Thu Hoành cười nói, không cam lòng là bình thường, có điều, dù bảo vật tốt, nhưng mạng quan trọng hơn không phải sao? Diệp Huyên cười nói, tiền bối, nếu ta giao 6 quyển đạo kinh cho ngươi, ta có lợi ích gì? Lý Thu Hoành nhìn Diệp Huyên, ngươi còn muốn lợi ích? Diệp Huyên khẽ cười nói, nếu không có lợi ích, ta giao cho ai mà không phải là giao? Không nhất định phải giao cho tiền bối, ngươi nói đúng không? Lý Thu Hoành chỉ tay vào Diệp Huyên. Cười nói, lòng tham không đáy. Không đúng, ngươi muốn lợi dụng đạo kinh kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian cho ngươi. Diệp công tử, ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể đối phó với mấy thế lực lớn chúng ta sao? Ngươi đó, nghĩ chúng ta quá đơn giản rồi. Chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. 5 ngày, trong vòng 5 ngày, nếu ngươi không giao đạo kinh ra, chúng ta sẽ khiến cho ngươi và vũ trụ ngũ duy biến mất khỏi thế giới này. Đương nhiên. Diệp công tử cũng có thể nhanh chóng tìm cứu viện, nếu chậm thì không còn kịp nữa rồi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, ông ta lại đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyên, nghe nói cô gái váy trắng đứng sau ngươi rất mạnh. Diệp Huyên nhìn Lý Thu Hoành cười nói, nếu như ngươi gửi gắm hy vọng lên người nàng, vậy ta nói cho ngươi biết, tương lai ngươi sẽ phát hiện, đây là suy nghĩ ngu xuẩn cỡ nào. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Lý Thu Hoành vừa biến mất, Huyền Sơ kia đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, đừng để ý, thế giới Bà Sa là nơi khởi nguồn của nền văn minh võ đạo đạo kinh, khi người ở đó nhìn người bên ngoài đều mang thái độ giống như người trong thành nhìn người thôn quê. Diệp Huyên cười nói, ta không hề để ý, thậm chí còn hơi vui mừng. Huyền Sơ thoáng nhìn Diệp Huyên. Nàng ta hiểu rõ rồi. Thế giới Bà Sa càng khinh thường Diệp Huyên càng vui vẻ. Huyền Sơ trầm giọng nói, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Theo ta được biết, cao thủ của Huyền Ngoa Môn đã đang trên đường đi đến, người đến cũng không ít, trừ điều đó ra, Huyền Cơ Môn cũng đang xây dựng truyền tống trận. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, vốn dĩ. Huyền Cơ Môn tuyệt đối không thể nào xây dựng ra truyền tống trận có thể thông đến vũ trụ ngũ duy, bởi vì từ thế giới Bà Sa đến nơi này vô cùng khó khăn,
cho dù cao thủ quy nhất cảnh cũng không thể dễ dàng đi vào thế giới này. Nhưng bởi vì đạo kinh, các thế lực lớn của thế giới Bạt Xa đoàn kết trước giờ chưa từng có, mục tiêu của bọn họ không đơn thuần là đạo kinh, mà còn có vũ trụ này của các ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tài nguyên. Huyền Sơ gật đầu, muốn phát triển, nhất định phải có tài nguyên. Mà đối với thế giới Bạt Xa thì vũ trụ này của các ngươi là mục tiêu không tệ. Lại cộng thêm nguyên nhân đạo kinh, các thế lực lớn của thế giới Bạt Xa cùng nhau trợ giúp Huyền Cơ Môn xây dựng truyền tống trận, thế giới Bạt Xa cũng không chỉ mưu đồ đạo kinh thôi. Sắc mặt Diệp Huyên bình tĩnh, không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, tình hình bây giờ chính là, cho dù ngươi giao đạo kinh ra, thế giới Bạt Xa và Ám Nguyên cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những địa bàn như vũ trụ ngũ duy, đạo giới, vũ trụ lục duy, đạo đình và vực thiên giới, đặc biệt là những quặng mỏ cực phẩm vĩnh viễn kia của ngươi, đều khiến bọn họ trông mà thèm. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đạo kinh, ngươi có 6 quyển đạo kinh, cộng thêm 2 quyển của Ám Nguyên, tổng cộng có 8 quyển đạo kinh, bọn họ đều sẽ điên cuồng. Diệp Huyên cười nói, Huyền Sơ, người muốn nói cái gì? Huyền Sơ trầm giọng nói, ta muốn 6 quyển đạo kinh của ngươi. Nếu như ngươi đưa cho ta, ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyên cười nói, giúp thế nào? Huyền Sơ nói, chỉ cần ngươi đưa đạo kinh cho ta, cho dù là Ám Nguyên hay là thế giới bà Sa Tông ta đều sẽ đối phó giúp ngươi. Diệp Huyên nhìn Huyền Sơ, bà Sa Tông mạnh như vậy sao? Huyền Sơ gật đầu, đúng. Diệp Huyên cười nói, Huyền Sơ, ta tin ngươi, nhưng ta không tin bà Sa Tông, ngươi hiểu ý của ta chứ? Huyền Sơ nhíu mày, ngươi cảm thấy ta không có năng lực làm chủ. Diệp Huyên gật đầu. Vẻ mặt Huyền Sơ bình tĩnh, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, ta chính là tông chủ đời kế tiếp của bà Sa Tông. Diệp Huyên lắc đầu, Huyền Sơ, ngươi cũng đã nói rồi. Không có ngoài ý muốn, hơn nữa, Huyền Sơ cô nương, Diệp Huyên ta sẽ không đặt vận mệnh của mình lên tay người khác, ngươi nói đi, nếu ta đưa đạo kinh cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi lại bỏ mặc ta, vậy chẳng phải ta rất bất lợi sao? Huyền Sơ im lặng. Diệp Huyên cười nói, Huyền Sơ cô nương, lòng tốt của ngươi, ta xin đón nhận trong lòng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên đi về nơi xa. Khẽ thở dài một hơi. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh nàng ta, ông lão trầm giọng nói, Thiên Tôn Ám Nguyên liên hệ với chúng ta. Hỏi chúng ta có hứng thú liên thủ hay không? Huyền Sơ lắc đầu, không hứng thú. Ông lão nhíu mày, vì sao? Huyền Sơ khẽ nói, vì ta cảm thấy bọn họ nhằm vào Diệp Huyên như vậy, sẽ có chuyện xấu xảy ra. Ông lão trầm giọng nói, người đang nói đến người đứng sau lưng hắn. Huyền Sơ chậm rãi nhắm mắt lại, nhiều người ức hiếp hắn như vậy, chắc chắn người đứng sau hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ông lão do dự một chút, sau đó nói, lần này liên thủ với Ám Nguyên có Huyền Ngoa Tông, Huyền Cơ Môn, và cả Tiêu Tộc cùng Quy Đạo Viện, mục đích thật sự của bọn họ không chỉ là Diệp Huyên, mà còn cả người đứng sau hắn. Nếu bây giờ chúng ta không tham dự, tương lai một khi Diệp Huyên bị thua, khi đó bà Sa Môn ta không có phần của đạo kinh kia rồi. Hơn nữa, chúng ta còn có thể bị những thế lực này cô lập, vì vậy bây giờ. Huyền Sơ đột nhiên nhìn về phía ông lão, là ý của tông chủ sao? Ông lão lắc đầu, ý của tông chủ là để ngươi và Việt Tôn làm chủ. Huyền Sơ trầm giọng nói, bao lâu nữa sư tôn mới đến? Ông lão nói, không biết. Huyền Sơ nhìn về phía ông lão trầm giọng nói, Việt Tôn không liên lạc với ta, có lẽ nàng ta đã đi đến vũ trụ ngũ duy. Huyền Sơ im lặng. Ông lão lại nói, còn một chuyện nữa, đó chính là dưới sự hợp sức của mấy thế lực lớn, truyền tống trận đã sắp xây dựng xong rồi. Một khi xây dựng xong, sẽ có đông đảo cao thủ siêu cấp chạy đến vũ trụ ngũ duy, khi đó Diệp Huyên. Ông ta không nói thêm nữa. Huyền Sơ khẽ nói, mục đích thật sự của bọn họ là người đứng đằng sau Diệp Huyên và Mộ Niệm Niệm. Ông lão gật đầu, cũng có rất nhiều cao thủ của Ám Nguyên chạy đến vũ trụ ngũ duy, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là ép thế lực đứng sau Diệp Huyên xuất hiện. Sau đó tiêu diệt. Huyền Sơ nhìn về phía vũ trụ ngũ duy,
khẽ nói, bọn họ sẽ xuất hiện giúp Diệp Huyên sao? Ông lão trầm giọng nói, không xuất hiện, Diệp Huyên chắc chắn phải chết. Vũ trụ ngũ duy chắc chắn bị diệt. Lúc này, ông lão quay đầu nhìn lại, sau lưng họ là một cô gái. Lục sư tỷ. Ông lão thoáng nhìn Lục sư tỷ, không nói gì. Thật ra, bọn họ đã sớm biết Lục sư tỷ đang ở đây. Huyền Sơ nhìn Lục sư tỷ, người có thể khuyên nhủ Diệp Huyên không? Lục sư tỷ mặt không cảm xúc, tại sao phải khuyên? Thật sự cho rằng người nhà họ Dương dễ ăn hiếp sao? Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Huyền Sơ nhíu mày, nhà họ Dương, gia tộc nào? Ông lão lắc đầu, chưa từng nghe đến. Huyền Sơ im lặng. Linh cung. Ngày hôm nay, Lục sư tỷ đi đến Linh cung, nàng ta tìm Linh Nhi, nhìn Linh Nhi nói, người có thể liên lạc với nhóc màu trắng, phải không? Linh Nhi gật đầu. Lục sư tỷ mặt không cảm xúc, liên lạc với cô bé. Linh Nhi do dự một chút, sau đó mở một cái hộp ra. Trong một tinh không xa xôi nào đó, nhóc màu trắng ở bên cạnh người đàn ông áo xanh đột nhiên dừng lại, nhóc vội vàng mở cái hộp ra, một lát sau, cô bé chợt ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông áo xanh, khua khua đôi tay nhỏ. Người đàn ông áo xanh im lặng. Cô gái cầm thương ở bên cạnh nhìn về phía người đàn ông áo xanh, người mặc kệ, ta trở về. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không kịp rồi. Chúng ta cách hắn quá xa, trừ phi phá vỡ tinh không, mà cho dù phá vỡ tinh không, cũng phải mất hơn một tháng. Cô gái cầm thương trao mày lại, vậy thì như thế nào? Người đàn ông áo xanh giữ tay cô gái cầm thương, khẽ nói, ta thông báo cho mấy người. Vừa dứt lời, y mở lòng bàn tay ra, một tia kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, tia kiếm quang này chia ra thành vài sợi kiếm khi biến mất trong tinh không. Trên một ngọn núi không biết tên, một cô gái ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, bỗng nhiên, nàng ta mở hai mắt ra, không gian phía chân trời trước mặt nàng ta bị một sợi kiếm khí xé rách. Cô gái mở tay phải ra, sợi kiếm khí kia rơi vào trong tay nàng ta, khi thấy sợi kiếm khí này, cô gái tỏ ra kích động, cuối cùng ngươi cũng liên lạc với ta rồi. Nói xong, nàng ta khẽ nhíu mày lại, vũ trụ ngũ duy. Ám Uyên, lẽ ra lúc trước nên giết hết đám rác rưởi này. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên rút kiếm chém về phía trước, kiếm vừa chém xuống, không gian trước mặt nàng ta lập tức nứt ra, bản thân nàng ta hóa thành một luồng kiếm quang chui vào trong không gian đen kịt này. Ngay sau đó, luồng kiếm quang xé rách hư không xuyên qua thông đạo không gian đen kịt này. Một bên khác. Trong một tinh hà không biết tên, một cô gái chậm rãi đi trong tinh hà óng ánh, tinh không xung quanh rực rỡ chói mắt, thần bí mà xinh đẹp. Cô gái này mặc áo bào trắng, bên hông treo một hồ lô rượu. Đúng lúc này, cô gái đột nhiên dừng lại, không xa trước mặt nàng, nơi đó có một cánh cổng đen treo lơ lửng giữa trời. Cô gái khẽ nói, nguyên nhân tai ách anh, là người khác cưỡng ép thêm vào cho ngươi. Hay là bản thân ngươi, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nói xong, nàng đi về phía cánh cổng đen treo lơ lửng giữa trời kia. Đúng lúc này, bỗng nhiên một sợi kiếm khí xuất hiện ở sau lưng nàng, cô gái quay người, nàng mở lòng bàn tay ra, sợi kiếm khí kia rơi xuống lòng bàn tay nàng. Một lát sau, sắc mặt cô gái trở nên dữ tợn, Dương Thổ Phỉ, nếu hắn có chuyện, ta sẽ hợp thể với người phụ nữ kia, đánh nổ đầu chó của ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên đấm một cú ra trước mặt. Quỳnh! Một đấm tung ra, tinh không diệt vong, vạn vật không còn. Sau đó, một luồng sáng trắng xé rách tinh không đen kịt này rồi bay đi. Đây là một tinh không không biết tên, trong tinh không có một thềm đá dài đến vạn trượng. Thềm đá kia sừng sững trong tinh không, ở tận cùng của thềm đá có một cánh cửa đá khổng lồ. Trên thềm đá, một kiếm tu mặc trường bào màu mây đang chậm rãi bước đi. Tinh không bốn phía tĩnh lặng như tờ. Kiếm tu chậm rãi bước từng bước trên thềm đá, vô cùng thong dong. Ở phía dưới cùng thềm đá còn có một ông lão ăn mặc nhếch nhác, tóc tai bù xù, để dài nhưng tán loạn, bên hông lão treo một bầu rượu nhỏ màu đen. Giờ phút này, ông lão nhếch nhác ấy đang nhìn chằm chằm vào kiếm tu ở trên bậc thềm.
thềm đá dài cả thảy 99 vạn trượng, mỗi trượng là một đạo tắc, mỗi trượng là một mảnh đất trời riêng biệt, mỗi trượng là một bà sa. Thềm đá ấy chính là đường dẫn tới đạo, và cánh cửa đá ở trên cùng cũng chính là đạo môn trong truyền thuyết. Thế nào là đạo môn? Tương truyền chủ nhân của đạo kinh đã từng để lại truyền thừa, chỉ cần bước qua cánh cửa ấy là có thể đắc đạo. Sau vị chủ nhân đạo kinh đó, chưa một ai có thể bước tới cửa đạo. Ngay cả bốn đệ tử trước đây của chủ nhân đạo kinh cũng không có ai bước qua, mà không chỉ vậy, bọn họ còn chưa đi được nổi nửa con đường. Vậy mà giờ phút này, khoảng cách của kiếm tu kia với đạo môn chỉ còn lại chừng một vạn trượng. Kiếm tu đột nhiên rảo bước nhanh hơn. Càng chạy càng nhanh. Như thể pháp tắc đại đạo trên con đường đắc đạo ấy không hề ảnh hưởng gì tới hắn vậy. Thấy kiếm tu đột nhiên tăng tốc, con người của ông lão nhếch nhác bên dưới bỗng co rụt lại, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin. Chỉ lát sau, kiếm tu đã đi tới trước cánh cửa mang tên đạo môn kia. Cửa đá từ từ mở ra, một giọng nói truyền ra từ bên trong, bước qua cánh cửa này thì sẽ đắc đạo. Kiếm tu cười khẽ, đạo ư, có thể cản nổi một kiếm của ta chăng? Dứt lời, hắn quay người lại, ung dung bước đi. Cửa đá trống rỗng, vô cùng yên tĩnh. Lúc kiếm tu trở về điểm xuất phát, ông lão nhếch nhác đột nhiên run giọng hỏi, các hạ, sao lại không bước qua xem thử? Bước qua cánh cửa đó là có thể thật sự đắc đạo mà. Kiếm tu đến đầu cũng chẳng buồn ngoái, ta đã vô địch rồi, cớ gì phải nhập đạo nữa. Ông lão nhếch nhác ngây ra như phỗng. Đúng lúc này, tinh không phía trước kiếm tu vài trăm trượng đột nhiên nứt ra, rồi một sợi kiếm khí thoát ra khỏi đó. Kiếm tu khẽ mở lòng bàn tay, kiếm khí kia liền vững vàng dừng trước mặt hắn. Một lát sau, kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phương xa, khẽ nói, vũ trụ ngũ duy sao? Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía ông lão, có thể giúp ta một chuyện nhỏ không? Ông lão nhếch nhác vội vàng đáp, mời tiền bối nói. Tiền bối ư? Thật ra trong lòng ông lão lúc này ngũ vị tạp trần, đã bao nhiêu năm rồi, ông ta chưa từng gọi người khác là tiền bối đây. Kiếm tu mỉm cười, con của cố nhân ta ở ngũ duy có gặp phải đôi chút phiền toái, nhưng người nơi đó thực sự quá yếu, ta không có hứng thú tới đó, có điều người gặp nạn lại là con trai cố nhân, không thể không giúp, vậy nên... Ông lão nhếch nhác vồn vã nói, vãn bối bằng lòng tới đó tương trợ. Đây là cơ hội vô cùng tốt để kết thêm thiện duyên mà. Cường giả như vậy lại nhờ mình giúp đỡ. Cơ hội tốt như thế có thể nói là vạn năm khó gặp. Kiếm tu gật đầu, ông giúp ta một chuyện, ta cũng nên giúp lại một chuyện, ông cứ nói đi. Ông lão nhếch nhác vội vàng cúi người, mong được tiền bối chỉ giáo đôi điều. Kiếm tu lắc đầu, ta không cách nào chỉ điểm cho ông được. Ông lão nhếch nhác cảm thấy khó hiểu, sao lại vậy? Kiếm tu khẽ cười, ông vẫn đang trong cảnh giới, còn ta đã không còn giới hạn bởi cảnh giới nữa. Ông lão nhếch nhác ngây sững, sau đó nói, không trong cảnh giới nghĩa là. Kiếm tu gật đầu, ta không có cảnh giới gì hết. Ông lão nhếch nhác. Kiếm tu đột nhiên đi về phía xa, đạo nằm trong lòng. Bản thân mỗi người đều là đạo, không nhất thiết phải thành đạo của kẻ khác, nếu đã chạy tới cuối con đường, sao không thử đổi sang lối đi khác. Trong lúc nói chuyện, bóng dáng hắn đã mất hút ở phía cuối tinh không, cùng lúc đó, một giọng nói truyền tới từ nơi xa xăm ấy, thật ra, yếu ớt cũng chẳng có gì không tốt. Ít nhất còn có thể nếm trải cảm giác thất bại. Ở thềm đá, ông lão nhếch nhác im lặng không nói gì. Mãi lâu sau mới cung kính hành lễ với nơi xa xăm, đa tạ chỉ điểm. Nói tới đây, ông ta quay người nhìn về phía cửa đá, ánh mắt ngập tràn vẻ phức tạp, sư phụ, cuối cùng con cũng hiểu tại sao người lại thất vọng vì huynh đệ chúng con rồi. Hóa ra, người không muốn chúng con đi theo con đường của người. Nói rồi, ông ta quay người rời đi. Thanh Thành. Hôm đó, có một cô gái đi tới Thanh Thành. Cô mặc một bộ váy dài màu trắng, dung mạo xinh đẹp như tiên, chỉ vừa mới bước vào thành đã thu hút ánh nhìn của vô số người xung quanh. Dù rất nhiều người trong đó đều nảy sinh ham muốn, nhưng lại không một ai dám bước tới, mạo phạm. Cô gái cứ thế từ từ bước tới Diệp gia. Diệp gia lúc này đã xuống dốc,
cả dòng họ chỉ còn lại lác đác vài người. Cô gái đi tới Diệp gia, lúc này, một thị vệ của Diệp gia chắn trước mặt cô gái, y nhìn cô và hỏi các hạ là. Cô gái mỉm cười, sau đó đã biến mất tăm, khiến cho thị vệ kia sửng sốt. Đến lúc xuất hiện lại lần nữa thì cô đã ở trong Diệp phủ, nói chính xác hơn thì nơi đó là sân nhỏ mà Diệp Huyên và Diệp Linh từng sinh sống. Cô gái đánh giá xung quanh, mỉm cười, Diệp Huyên. Lúc này, một giọng nói yếu ớt khẽ vang lên sau lưng cô gái, ngài là. Cô gái quay người lại, trước mặt nàng ta là một ông lão vô cùng suy yếu. Cô gái chỉ lặng im nhìn lão. Lão già run giọng hỏi, ngài biết Diệp Huyên không? Cô gái gật đầu, biết chứ. Ông ta vội vàng hỏi tiếp, nó đã chết rồi sao? Cô gái lắc đầu, chưa. Lão già ngây ngẩn, sau đó ngồi phịch xuống đất, nó vẫn chưa chết cơ à? Cô gái nhìn lão ta, người sắp chết rồi. Lão già cười thê lương, ta biết. Cô gái cười bảo, người rất muốn hắn chết ư, vì sao? Vẻ mặt lão già đột nhiên trở nên hung tợn, nó giết chết cháu trai ta, còn biến ta thành cái dạng như bây giờ. Ngươi nói liệu ta không mong nó chết được sao? Cô gái lắc đầu cười, hóa ra là ngươi, ta nghe nói, năm đó ngươi đã ép hắn rời khỏi Diệp gia. Lão già nhìn chằm chằm cô gái, nó vốn không phải người của Diệp gia ta. Cô gái cười nói, trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy cháu trai mình và chức vị tộc trưởng Diệp gia là thứ quan trọng nhất. Nhưng liệu ngươi có biết, đối với hắn, chức vị tộc trưởng kia chẳng là gì hết. Hắn sinh ra ở Diệp gia các ngươi, có thể nói đó là cơ duyên cực lớn đối với các ngươi, nếu ngươi biết cách lợi dụng cơ duyên này, ta tin hẳn là vận mệnh của cả Diệp gia đều sẽ thay đổi. Đáng tiếc, các ngươi cứ thế để vụt mất, còn biến cơ duyên trở thành nghiệt duyên. Lão già nhìn cô gái, rốt cuộc bây giờ nó đến trình độ nào rồi? Có phải tới vạn pháp cảnh rồi không? Cô gái trừng mắt, vạn pháp cảnh ư. Lão già nhìn chằm chằm cô gái, ta nghe nói người mạnh nhất cả Thanh Châu này cũng ở vạn pháp cảnh. Có phải nó đã đạt tới trình độ đó rồi không? Cô gái bật cười, có lẽ, hắn còn mạnh hơn vạn pháp cảnh mà ngươi nói chừng mấy vạn lần chăng? Với thực lực hiện giờ của hắn, hẳn là chỉ cần hắt xì thôi cũng có thể khiến cả Thanh Châu các ngươi diệt vong. Nghe vậy, lão già liền ngơ ngẩn, sau đó như thể phát điên. Không thể nào, nó không thể nào mạnh tới vậy được. Cô gái phất lờ lão già, nàng ta quay người đánh giá xung quanh, khẽ nói cái nơi nhỏ nhoi này tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra được người như thế. Dứt lời, nàng ta khẽ nhắm chặt hai mắt, chỉ chốc lát, không gian bốn phía đã rung lên bần bật. Thấy vậy, vẻ mặt của lão già cách đó không xa đột nhiên biến sắc, lão vội vàng lui lại cô. Lúc này, cô gái đột nhiên mở mắt, rồi khẽ nheo lại, thế mà lại không điều tra ra được, phía sau ông tốt cuộc là thế lực như nào. Một lát sau, cô gái quay người rời đi. Lão già sau lưng run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Cô gái cười nói, ta tới từ thế giới bà xa. Hẳn là ngươi cũng đã nghe tới rồi. Lần này ta tới Diệp gia các ngươi vì muốn coi thử quá khứ của hắn. Sau đó xem xét thử cô gái váy trắng sau lưng hắn là ai, tiếc rằng cô ta không hề để lại bất cứ thông tin gì. Có điều, cũng không phải thất thu hoàn toàn. Dứt lời, cô gái đã biến mất tăm. Thế giới bà xa. Lão giả vẫn đứng ngây người trong sân, ánh mắt mơ màng. Đó rốt cuộc là nơi nào? Vũ trụ ngũ duy. Ở một nơi giữa tinh không, Thiên Tôn lẳng lặng đứng đó. Sau lưng bà ta chính là Tiên Sư và Địa Tôn. Mà ở bên phải Thiên Tôn còn một người đàn ông trung niên đang đứng, đó chính là Lý Thu Hoành của Huyền Ngoa Tông. Đối diện với Lý Thu Hoành là một người đàn ông khác, chính là Diệp Quân đã bị Diệp Huyên chém vỡ thân thể lần trước. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Lý Thu Hoành nhìn lão già một cái, cười nói, hóa ra là trưởng lão Hồ Bất Quy của Quy Đạo Viện. Hồ Bất Quy hờ hững cất lời, nghe nói các ngươi muốn liên thủ đối phó với thế lực phía sau Diệp Huyên. Thiên Tôn cười đáp, đúng. Hồ Bất Quy nhìn Thiên Tôn, tính thêm cả Quy Đạo Viện chúng ta nữa. Thiên Tôn mỉm cười, hoan nghênh. Lý Thu Hoành ở một bên nhìn về phía Thiên Tôn,
thế lực sau lưng Diệp Huyên thật sự lớn mạnh như vậy sao? Thiên Tôn nói khẽ, các vị, trước đây có một cô gái ra mặt giúp đỡ Diệp Huyên, nàng ta đã giết chết tam đệ của ta ở ngay cấm địa Ám Uyên. Mà tam đệ ta ở cảnh giới quy nhất, đồng thời, đối phương chỉ là một phân thân nhỏ bé. Nghe vậy, sắc mặt của đám người ở hiện trường lập tức trở nên ngưng trọng. Phân thân. Chỉ một phân thân mà có thể chém chết cả cường giả quy nhất cảnh. Thiên Tôn lại nói, còn nữa, các ngươi cũng đã biết, Diệp Huyên kia phải hứng chịu nguyên nhân tai ách, nhưng hắn lại sống được đến tận giờ, nếu ta đoán không nhầm, hẳn là có người đã ngăn cản tai ách đó cho hắn. Ở nơi xa, Hồ Bất Quy nhíu mày, rốt cuộc đấy là cái thế lực gì? Thiên Tôn lắc đầu, không biết, nhưng có thể chắc chắn rằng đó là thế lực vô cùng lớn mạnh. Vô cùng lớn mạnh ư? Hồ Bất Quy cười lạnh, có phải phóng đại quá rồi không? Thiên Tôn nhìn về phía Hồ Bất Quy, cười nói, ngươi có thể dùng phân thân để giết chết một cường giả quy nhất cảnh không? Hồ Bất Quy im bặt. Lão không thể. Hồ Bất Quy nhìn Thiên Tôn, nhưng ta không nghĩ phe đó có rất nhiều cường giả như thế. Thiên Tôn hỏi, nếu như nhiều thật thì sao? Hồ Bất Quy nhíu mày, sao có thể, cường giả cấp bậc đó, ngay cả ở thế giới bà xa chúng ta cũng không hề nhiều. Thiên Tôn cười nói, lỡ như nhiều thì sao? Lúc này, Lý Thu Hoành ở một bên đột nhiên cất lời, Thiên Tôn nói không sai, lỡ như nhiều thật thì sao? Mà cho dù không nhiều, lỡ đâu có chừng hai, ba người thì sao? Hồ Bất Quy im lặng. Thiên Tôn cười nói, Ám Uyên bọn ta cũng vì coi nhẹ hắn nên mới phải chịu thiệt lớn. Dứt lời, bà ta nhìn xuống bên dưới, khẽ nói, các vị, muốn diệt trừ Diệp Huyên, giành lấy đạo kinh, chúng ta nhất định phải giải quyết những kẻ phía sau hắn đã. Thế nên lần này các vị cũng không cần che giấu nữa. Có thể gọi được bao nhiêu cường giả tới thì cứ gọi bấy nhiêu. Hồ Bất Quy ở một bên nhíu mày, nếu chúng ta kêu gọi quá nhiều cường giả tới, lỡ như những kẻ phía sau hắn không xuất hiện, vậy chẳng phải được không bù nổi mất sao? Thiên Tôn khẽ nói, điều này cũng đúng. Giữa tinh không, Lý Thu Hoành lại nói, chúng ta có thể gọi nhiều cường giả tới hơn, nhưng hãy để cường giả quy nhất cảnh núp trong bóng tối. Một khi những kẻ phía sau Diệp Huyên xuất hiện, là chúng ta có thể diệt gọn bọn chúng. Dứt lời, ông ta liếc nhìn mọi người thấy sao? Lý Thu Hoành cười nói, thế cũng được. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Thiên Tôn, các hạ cảm thấy thế nào? Thiên Tôn trầm mặc một lát mới nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn không thể coi nhẹ đám người sau lưng hắn, cẩn tắc vô ái này mà. Lý Thu Hoành cười nói, ta biết nỗi lo của Thiên Tôn, thế nên để phòng ngừa điều đó, Huyền Ngoa Tông chúng ta sẽ phái 6 cường giả quy nhất đỉnh cao và 20 cường giả thành đạo cảnh tới vũ trụ ngũ duy. Hồ Bất Quy ở một bên cũng nói, Quỷ Đạo Viện chúng ta cũng sẽ phái 6 cường giả quy nhất đỉnh cao và 20 cường giả thành đạo cảnh tới. Dứt lời, lão ta lại nhìn sang phía Diệp Quân. Diệp Quân im lặng một hồi mới đáp, ta rút lui. Rút lui. Cả đám người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Quân. Diệp Quân khẽ nói, các vị, Diệp gia chúng ta không mạnh được như mọi người, thế nên không dám tham gia. Nói rồi, Diệp Quân quay người rời khỏi. Diệp gia ở thế giới bà xa tuy không quá yếu nhưng cũng chẳng phải lớn mạnh lắm. Lúc trước ông ta tới tìm Diệp Huyên là vì không biết cụ thể sự việc, nhưng hiện giờ, sau khi nghe Thiên Tôn nói xong liền nhận ra rằng Diệp Huyên cũng chẳng đơn giản tới thế. Ngay cả Ám Huyên cũng cần kêu gọi thế giới bà xa liên thủ, từ đó có thể thấy thế lực đứng sau Diệp Huyên lớn mạnh tới cỡ nào. Trong tình cảnh như thế mà Diệp gia còn muốn tham gia thì đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Hơn nữa, dù cuối cùng thắng lợi, thì Diệp gia cũng sẽ chẳng nhận được lợi ích gì hết, bởi vì bọn họ yếu hơn những thế lực khác. Thế nên bất kể thắng hay thua thì Diệp gia cũng sẽ không nhận được chỗ tốt nào. Rút lui vẫn là lựa chọn tối ưu. Về mối thù bị Diệp Huyên chém nát thân thể, ông ta đã chẳng còn quan tâm nữa rồi. Còn sống là được. Thấy Diệp Quân rời đi, đám người có mặt cũng không nói gì thêm, lại càng chẳng khuyên nhủ. Thực lực của Diệp gia quả thật khiến bọn họ thấy chướng mắt. Lúc này,
Lý Thu Hoành đột nhiên hỏi, thái độ của bà Sa Tông thế nào? Bà Sa Tông? Nghe thấy cái tên này, cả đám người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Tôn. Thái độ của bà Sa Tông vô cùng quan trọng, bởi vì bọn họ chính là tông môn đứng đầu thế giới bà Sa này. Phải biết rằng, sau khi bà Sa Tông có được một quyển đạo kinh đã luôn sừng sững không ngã đến tận bây giờ, chỉ xét từ khía cạnh này cũng đủ thấy được sự lớn mạnh của bà Sa Tông rồi. Thiên Tôn khẽ đáp, không rõ lắm, nhưng ta có thể khẳng định, dù bọn họ không giúp chúng ta thì cũng sẽ không giúp Diệp Huyên. Lý Thu Hoành gật đầu, tuy bà Sa Tông mạnh thật nhưng chắc chắn cũng sẽ không vì Diệp Huyên mà đối địch với tất cả chúng ta. Có điều ta cũng nên cẩn thận, lỡ như bọn họ giúp đỡ Diệp Huyên thật, vậy thì có vẻ rắc rối đấy. Thiên Tôn gật đầu, để ta tới đó thăm dò thái độ của bọn họ xem sao. Dứt lời, bà ta nhìn về phía Lý Thu Hoành, khoảng chừng nào truyền tống trận của Huyền Cơ Môn sẽ xong. Lý Thu Hoành trầm giọng nói, nhiều nhất 5 ngày nữa. 5 ngày. Thiên Tôn gật đầu, sau đó nói, Tiêu tộc cũng tham gia thiết lập truyền tống trận này, đúng chứ? Lý Thu Hoành gật đầu, không chỉ có Tiêu tộc mà còn cả bà Sa Tông nữa. Thiên Tôn cười nói, xem ra dã tâm của các ngươi rất lớn. Lý Thu Hoành cười đáp, đã đến đó, ắt không thể chỉ mang mỗi đạo kinh rồi đi. Thiên Tôn, bà nói xem có đúng không? Thiên Tôn cười nói, tất nhiên rồi. Các ngươi trò chuyện đi, ta tới bà Sa Tông xem ý kiến của hai vị kia thế nào. Dứt lời, bà ta dẫn theo Địa Tôn và Tiên Sư rời đi. Lý Thu Hoành liếc nhìn Ngũ Duy bên dưới, chúng ta cũng chuẩn bị thôi. Nói rồi, cả đám người đều tản đi, không gian trở nên tĩnh lặng. Đạo Thành, bên trong kiếm điện. Diệp Huyên và Quan Âm đang ngồi đối diện nhau. Di Tôn cũng ở bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Di Tôn, gần đây có nhiều người tới không? Di Tôn gật đầu, trong tinh không của Ngũ Duy càng lúc càng có nhiều cường giả bí ẩn xuất hiện. Phần lớn đều tới từ thế giới bà Sa. Nói tới đây, ông ta khựng lại một lát mới tiếp lời, chúng ta nhất định phải nghĩ ra kế sách ứng phó. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta biết rồi. Dứt lời, hắn nhìn sang Quan Âm, tình hình cụ thể của Ngũ Duy hiện giờ sao rồi? Quan Âm trầm giọng đáp, nội bộ vẫn ổn. Có điều, nếu như thế giới bà Sa và Á Nguyên thực sự bắt tay với nhau, vậy chúng ta... Diệp Huyên trầm mặc. Quan Âm lại nói, bất kể thế nào cũng không thể đánh nhau tại Ngũ Duy, nếu không sẽ hủy diệt nơi này mất. Di Tôn khẽ thở dài, mục đích của bọn chúng chính là Ngũ Duy, thế nên chắc chắn bọn chúng sẽ không di rời chiến trường sang nơi khác, vả lại, chúng ta đã ở tình thế rất bị động. Dứt lời, ông ta nhìn sang Diệp Huyên, đạo chủ, ta cảm thấy cho dù có cổ thần Huyên giúp đỡ nhưng chúng ta cũng không có phần thắng. Hơn nữa, một khi phải trả cái giá quá lớn, rất có thể bọn họ sẽ chọn cách rút lui. Diệp Huyên gật đầu, lần này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta thôi. Di Tôn ngập ngừng có điều muốn nói lại thôi. Diệp Huyên khẽ nói, trước mắt xem ra chúng ta không hề có phần thắng. Đúng không? Di Tôn trầm giọng đáp, trừ phi Niệm Niệm cô nương khôi phục trí nhớ. Niệm Niệm. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, người duy nhất có thể cứu được Ngũ Duy lúc này chính là Niệm Niệm. Chỉ cần Niệm Niệm khôi phục trí nhớ, vậy thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là Niệm Niệm vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào trong việc khôi phục trí nhớ cả. Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy rời đi. Trong điện còn lại Di Tôn và Quan Âm đối mặt nhìn nhau. Diệp Huyên đi tới giữa tinh không, hắn nhìn xuống vũ trụ Ngũ Duy bên dưới. Đây chính là nơi Diệp Huyên hắn cần phải bảo vệ. Hiện giờ, thế giới bà Sa bắt tay với Á Nguyên, liệu hắn còn có thể bảo vệ nơi này được chăng? Dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn khẽ mở lòng bàn tay ra, 6 quyển đạo kinh liền xuất hiện trong tay hắn. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, người định thế nào? Giao chúng ra à? Diệp Huyên lắc đầu, giao ra cũng chẳng có tác dụng, bởi vì mục đích của bọn chúng không chỉ là đạo kinh, mà còn cả vũ trụ này nữa. Diệp Chi Mệnh tầm giọng nói, vũ trụ Ngũ Duy và đạo đình đều yếu hơn hẳn thế giới bà Sa. Còn cổ thần Huyên, giống những gì Di Tôn đã nói, nếu phải trả cái giá quá lớn,
rất có thể bọn họ sẽ chọn cách rút lui. Diệp Huyên trầm mặc. Diệp Chi Mệnh lại nói, có phải ngươi muốn dùng số đạo kinh này để bọn chúng tự chém giết lẫn nhau? Diệp Huyên lắc đầu, không thể nào. Đám người đó đâu ngu, nếu ta làm vậy sẽ chỉ đưa miễn phí đạo kinh cho bọn chúng. Diệp Chi Mệnh hỏi, bà Sa Tông. Diệp Huyên vẫn lắc đầu, tuy thực lực của bà Sa Tông lớn mạnh, nhưng bọn chúng chỉ ham muốn đạo kinh của ta, sẽ không thật lòng giúp đỡ ta, mà dù có giúp thì cũng chỉ giúp mình ta, chứ không phải toàn bộ Ngũ Duy. Thậm chí sẽ vì hòa hoãn quan hệ với các thế lực khác mà nhường Ngũ Duy ra, tóm lại, không thể dựa vào kẻ khác được. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi có liên lạc được với cô gái váy trắng không? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xăm, hắn không hề cảm ứng được với cô gái váy trắng. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, lần này đã khác trước, nếu thực lực của hai phe cách nhau quá xa, vậy thì có lẽ vũ trụ Ngũ Duy sẽ hỗn loạn. Diệp Huyên gật đầu, đây cũng là vấn đề khiến hắn lo lắng nhất hiện giờ. Thế giới Bà Sa và Á Nguyên bắt tay với nhau, chắc chắn không còn là thế lực mà Ngũ Duy có thể chống chọi được. Trong tình huống này, rất nhiều cường giả của Ngũ Duy có lẽ sẽ sụp đổ. Nhưng đây cũng là điều bình thường, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Diệp Chi Mệnh nói, người có dự định gì? Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó nhìn đạo kinh trong tay mình, bây giờ, số đạo kinh này chính là một củ khoai lang nóng bỏng. Thật ra nếu chỉ vì mỗi đạo kinh thôi thì còn dễ xử lý, nhưng vấn đề không chỉ dừng ở đó. Mục đích thật sự mà thế giới Bà Sa thiết lập truyền tống trận chính là vì muốn xâm lược vùng vũ trụ này, chiếm nó thành của riêng. Dường như nghĩ tới gì đó, Diệp Huyên khẽ híp mắt, truyền tống trận. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nếu truyền tống trận mãi không thể xây xong, vậy thì mối uy hiếp của thế giới Bà Sa với chúng ta sẽ không còn lớn như thế nữa. Mà nếu như chỉ có Ám Uyên, Cổ Thần Uyên sẽ không phải trả cái giá quá lớn. Cục diện sẽ trở nên có lợi hơn với chúng ta. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải ngăn cản được bọn họ hoàn thành truyền tống trận. Diệp Huyên đột nhiên thu hồi đạo kinh, sau đó quay lại gian phòng của Tiểu Thất, hắn trầm giọng nói, Tiểu Thất, ta muốn ngươi tìm giúp ta một người. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, ai? Diệp Huyên thấp giọng nói đôi câu, một lát sau, Tiểu Thất đứng dậy rời khỏi, đợi ta về. Dứt lời. Nàng ta lập tức hóa thành một luồng kiếm quang rồi biến mất. Ở cửa phòng, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ ta cố lắm rồi. Nói rồi hắn cũng biến mất tăm. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã tìm được Huyền Sơ, bởi vì hắn bắt buộc phải hỏi Huyền Sơ về tọa độ thiết lập truyền tống trận ở nơi nào. Huyền Sơ nhìn Diệp Huyên, người muốn phá hỏng truyền tống trận sao? Diệp Huyên gật đầu. Huyền Sơ khẽ lắc đầu. Không thể nào. Truyền tống trận đó là do mấy thế lực lớn cùng bắt tay thiết lập, hơn nữa, Bà Sa Tông ta cũng có tham dự, tuyệt đối không phải thứ ngươi có thể phá hỏng. Diệp Huyên cười nói, ta vẫn muốn thử xem sao. Huyền Sơ im lặng. Diệp Huyên lại hỏi, được chứ? Huyền Sơ trầm mặc một lát mới nói, tại vùng tinh không cách nơi này về phía nam chừng 2 vạn dặm chính là tọa độ mà Huyền Cơ Môn đã chọn. Bọn họ căn bản không nghĩ tới chuyện ngươi sẽ phá hỏng truyền tống trận, thế nên, ngươi có thể đi thử xem sao. Diệp Huyên ôm quyền, đa tạ. Dứt lời, hắn đứng dậy muốn rời khỏi. Huyền Sơ đột nhiên nói, dù ngươi có phá hủy truyền tống trận thì cũng chỉ kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Còn bọn họ ắt sẽ không bỏ qua đâu. Diệp Huyên nói khẽ ta chỉ cần một chút thời gian ấy. Dứt lời, hắn đã biến mất tăm. Huyền Sơ ở chỗ cũ bỗng nhíu mày, hắn có ý gì? Diệp Huyên cũng không nghênh ngang rời đi mà chỉ lặng lẽ rời khỏi đạo thành. Dựa theo chỉ dẫn của Huyền Sơ, hắn đi tới một vùng tinh không. Mảnh tinh không này cũng chính là tọa độ truyền tống mà Huyền Cơ Môn đã chọn. Diệp Huyên khẽ nhắm hai mắt, chỉ chốc lát, đạo tắc không gian đã xuất hiện ngay giữa trán hắn. Một lúc sau, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt nhìn về phía tinh không xa xăm. Cách đó hơn 100 trượng chính là tọa độ mà Huyền Cơ Môn đã chọn, bởi vì hắn cảm nhận được một thứ sức mạnh thần bí ở nơi đó. Diệp Huyên đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau hắn, nếu ngươi động thủ thì hiện tại sẽ chết. Diệp Huyên quay người,
trước mắt hắn có một cô gái đang đứng. Cô gái mặc váy dài màu trắng, không nhiễm chút bụi trần. Cô gái cười nói, ta là sư tôn của Huyền Sơ. Sư tôn Huyền Sơ. Diệp Huyên nhìn cô gái, bà Sa Tông. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Ngươi có thể gọi ta là Việt Tôn, bọn họ đều gọi ta như vậy. Diệp Huyên trầm mặc. Cô gái cười nói, ngươi yên tâm, ta không có ác ý gì với ngươi, bà Sa Tông cũng sẽ không liên thủ với Ám Huyên. Diệp Huyên nhìn cô gái, tại sao? Cô gái khẽ cười, có hai nguyên nhân, thứ nhất là ta và vị tiên tổ đạo đình kia cũng chính là Triệu Chi Thanh là bạn tốt. Còn nguyên nhân thứ hai, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, các người không muốn đạo kinh sao? Việt Tôn nói, muốn, nhưng chúng ta sẽ không cướp của ngươi. Diệp Huyên nhìn Việt Tôn, tại sao vậy? Việt Tôn khẽ cười, vấn đề này, ta sẽ không trả lời cho ngươi. Nói rồi, nàng ta nhìn không gian trước mặt Diệp Huyên cả trăm trượng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể phá vỡ truyền tống trận này. Diệp Huyên trầm giọng nói, mong tiền bối chỉ điểm. Việt Tôn cười nói, trong không gian kia, có ít nhất 5 cao thủ quy nhất cảnh đang bảo vệ trận pháp đó. Nếu ngươi đi vào, ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại được 5 cao thủ quy nhất cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Việt Tôn đi đến trước mặt Diệp Huyên, cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, bây giờ, ngươi có hai con đường. Thứ nhất, đưa Ngũ Duy Thiên Đạo đi, có thể đi được bao xa thì đi, nếu ngươi một lòng muốn bỏ đi. Thì với trợ giúp từ cổ thần Uyên, bọn họ cũng chưa chắc có thể bắt được ngươi. Thứ hai, giao đạo kinh này ra. Diệp Huyên cười nói, đưa cho bà Sa Tông sao? Việt Tôn gật đầu, nếu ngươi đưa cho bà Sa Tông, ta có thể đồng ý với ngươi, bà Sa Tông ta sẽ bảo vệ vũ trụ ngũ duy của ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, ta không tin ngươi. Việt Tôn cười nói, tại sao? Diệp Huyên nhìn Việt Tôn, ngươi là tông chủ bà Sa Tông sao? Việt Tôn lắc đầu, không phải, nhưng tông chủ bà Sa Tông là sư tỷ của ta, chuyện ta đã hứa, bình thường nàng ấy sẽ không nuốt lời. Diệp Huyên cười nói, bình thường. Việt Tôn cười nói, vậy ngươi còn có lựa chọn nào tốt hơn sao? Diệp Huyên nhìn Việt Tôn, Việt cô nương, ta có thể lựa chọn ngọc nát đá tan. Nói xong. Hắn quay người biến thành kiếm quang biến mất nơi chân trời. Ngọc nát đá tan. Trong sân, Việt Tôn nhẹ giọng nói, ngươi sẽ làm như vậy sao? Ngay lúc ấy, không gian trước mặt nàng ta đột nhiên dao động, thấy vậy, Việt Tôn khẽ nhíu mày, nhanh vậy sao? Xem ra không đợi kịp nữa rồi. Diệp Huyên quay về vũ trụ ngũ duy, hắn nhìn thế giới bên dưới, im lặng không nói gì. Bị động. Thế cục hiện giờ của vũ trụ ngũ duy quá bị động. Mặc dù cổ thần Uyên đồng ý trợ giúp, nhưng hắn biết, một khi bỏ ra cái giá quá lớn, thì cổ thần Uyên chắc chắn sẽ rút lui. Bởi vì cổ thần Uyên căn bản không thể trở thành kẻ địch với nhiều thế lực như vậy. Mà theo tình hình trước mắt, một khi cổ thần Uyên rút lui thì vũ trụ ngũ duy gần như không còn sức chống trả. Thế giới bà Sa và Ám Uyên tại sao lại liên thủ? Là vì muốn đối phó với thế lực sau lưng hắn. Nhưng đáng buồn là, bản thân hắn cũng không biết sau lưng mình có thế lực gì. Sau lưng mình có thế lực gì? Diệp Huyên cũng có chút mờ mịt. Hắn chỉ biết, có Thanh Nhi, còn những người khác, hắn thật sự không quá quen, kể cả gì cả U Minh Điện đã đến lúc trước, hắn cũng không hề quen. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên thấp giọng thở dài, bản thân sao lại giống như vật tế vậy? Lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đến chính là Thiên Tôn kia. Thiên Tôn nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi rất bình tĩnh. Nếu ta đoán không sai, chắc chắn ngươi đã liên lạc với những người đứng sau ngươi rồi. Đúng chứ? Diệp Huyên im lặng, hắn muốn mắng người thật sự. Liên lạc. Ta liên lạc con mẹ ngươi. Ông đây hoảng quá trời. Thiên Tôn lại nói, Diệp Huyên. Ngươi thực sự cảm thấy những người phía sau mình có thể bảo vệ ngươi sao? Diệp Huyên cười đáp, biết người giết Nhân Tôn là ai không? Là gì cả của ta, mà ta không chỉ có gì cả mà còn có gì hai, ba nữa kìa. Thật không dám giấu, ta có 10 người gì lận nha. Thiên Tôn nhìn Diệp Huyên, nhiều thế sao?
Diệp Huyên lắc đầu cười đáp, Thiên Tôn, nói đi, ta với Ám Huyên các ngươi cũng không có thù sâu hận lớn gì mà sao các ngươi lại liều mạng nhằm vào ta hả? Thiên Tôn cười khẽ, trước kia đúng là không có, nhưng giờ không phải đã có rồi à? Diệp Huyên cũng cười, điều này cũng đúng. Thiên Tôn nhìn về phía vũ trụ ngũ duy bên dưới Diệp Huyên, người có nghĩ tới chuyện mấy ngày nữa, vũ trụ ngũ duy sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất không? Đừng nói tới những chuyện khác, chỉ nói những kẻ ở cạnh ngươi hiện tại, tất cả đều sẽ chết. Còn có thiên đạo ngũ duy nữa, nàng là người đầu tiên chúng ta sẽ đánh chết. Diệp Huyên nhìn thẳng Thiên Tôn, muốn ta đầu hàng sao? Thiên Tôn lắc đầu, dù ngươi đầu hàng thì chúng ta cũng không chấp nhận. Ngươi và Niệm Niệm không chết, chúng ta khó sống yên. Đương nhiên, nếu như tất cả có thể quay lại, ta sẽ chọn cách khác để đối đãi với ngươi, tiếc là thế gian không có chữ nếu. Giờ đã là địch, ta chỉ có thể nghĩ cách giết ngươi, diệt trừ họa lớn sau này. Diệp Huyên do dự mới nói, nếu không các người xin lỗi ta đi, rồi ta tha thứ cho, như vậy cả hai có thể sống hòa bình với nhau, bà cảm thấy thế nào? Thiên Tôn nhìn hắn, ngươi đang đùa ta à? Diệp Huyên cười lớn, không phải các ngươi trêu vào ta trước à? Thiên Tôn, ta cảm thấy bà đừng làm nhảm với ta ở đây nữa, đã muốn giết Diệp Huyên ta và Niệm Niệm thì tới luôn đi. Nói xong hắn xoay thân rời đi. Ở tại chỗ, hai mắt Thiên Tôn nhắm chặt, Địa Tôn xuất hiện bên cạnh bà ta, trầm giọng nói, tạm thời không có bất cứ cường giả nào tiến vào vũ trụ ngũ duy, người đứng sau hắn. Chẳng lẽ là sợ rồi à? Nên mới không dám xuất hiện. Thiên Tôn lắc đầu, không đến mức đó. Địa Tôn trầm giọng, vậy sao họ còn không ra mặt? Thiên Tôn im lặng một hồi, họ nhất định sẽ xuất hiện. Địa Tôn nói tiếp, đại tỷ, thế tỷ có nghĩ tới là nếu giết Diệp Huyên, tìm được 6 cuốn đạo kinh, khi ấy chúng ta và thế giới bà xa? Thiên Tôn lắc đầu, tạm thời không cần phải nghĩ tới vấn đề này. Tạm thời thế giới bà xa cũng sẽ không quan tâm chuyện này, mục đích chung là giết Diệp Huyên và thế lực đứng sau hắn. Địa Tôn gật đầu, đại tỷ, còn một người nữa chúng ta không thể không đề phòng. Thiên Tôn nói khẽ, Mộ Niệm Niệm. Địa Tôn gật đầu, người này có thể dùng sức của một mình trấn áp sự phản vệ của vũ trụ ngũ duy, thực lực không phải dạng đáng sợ bình thường. Một khi nàng ta khôi phục ký ức, khi ấy chúng ta sẽ gặp phiền toái vô cùng. Thiên Tôn nhìn vũ trụ ngũ duy bên dưới khẽ đáp, nàng không có cơ hội đó đâu. Địa Tôn tiếp lời, còn một chuyện nữa, là ở thế giới bà xa lập truyền tống trận, chúng ta có bị coi là dẫn sói vào nhà sao? Thiên Tôn cười, đừng thấy hiện tại họ bắt tay nhau mà lầm, Diệp Huyên vừa chết, đạo kinh tới tay là họ sẽ nội loạn ngay. Lúc đó, họ chỉ biết tranh nhau tạo quan hệ tốt với chúng ta, mà không phải trở mặt. Địa Tôn gật đầu, đã hiểu. Thiên Tôn không ngừng, cổ thần uyên bên kia có động tĩnh gì không? Địa Tôn trầm giọng, Tô Chiết đã quay lại, có lẽ viện binh cũng tới rồi. Thiên Tôn khẽ cười, cổ thần uyên sẽ không giúp vũ trụ ngũ duy. Tại sao? Thiên Tôn cười nói, vì cái giá quá đắt đó họ không thể gánh nổi. Nếu họ giúp Diệp Huyên thì sẽ là địch của thế giới bà xa, dù Tô Chiết muốn giúp Diệp Huyên. Các thế hệ trước của cổ thần uyên cũng không cho phép. Địa Tôn đang muốn nói thì tiên sư đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Tiên sư lễ phép cười, Thiên Tôn, Địa Tôn, người của tiêu tộc tới rồi. Còn nữa, truyền tống trận sắp xong rồi. Nghe thế, khóe miệng Thiên Tôn cong lên, đi. Nói xong, ba người trực tiếp biến mất tại chỗ. Cổ thần uyên. Trên đỉnh một kim tự tháp, Tô Chiết đứng cung kính. Trước mặt là một ông lão tóc trắng xóa. Người này đúng là sư của lão ta Nam Ông. Nam Ông nhìn tinh không phía xa, chúng ta đã quyết định là không hề nhúng tay vào chuyện vũ trụ ngũ duy. Tô Chiết ngỡ ngàng, sư tôn, chuyện này. Nam Ông nhìn Tô Chiết, theo ta biết, thế giới bà xa cũng sẽ tới vũ trụ ngũ duy trong mấy ngày tới. Nếu chúng ta xen vào thì chẳng khác nào là địch với bên kia. Mà hiện giờ, Ám Uyên đang cần có cơ hội để bắt tay với thế giới bà xa để diệt cổ thần Uyên. Tô Chiết trầm giọng, ta đã đồng ý với Diệp Tiểu Hữu, hơn nữa vị tiền bối kia. Nam Ông vẫn lắc đầu, vị tiền bối kia có thực lực vô địch nhưng cổ thần Uyên thì không. Nếu người kia thật sự xuất hiện,
vậy là tốt nhất, nhưng lỡ đâu nàng ấy không ra mặt, khi đó chúng ta thật sự muốn liều mạng với Á Nguyên và thế giới bà xa sao? Dù chúng ta làm thế thì cũng chẳng thắng nổi. Nói tới đây, ông ta lại lắc đầu, một cái giá quá đắt, chúng ta không trả nổi. Tô Chiết không nói gì. Nam ông vẫn không ngừng, bây giờ Á Nguyên rất mong chúng ta giúp Diệp Huyên, một khi chúng ta nhúng tay vào thì đã nằm dưới cơ họ rồi. Mà chúng ta và thế giới bà xa lại chẳng có ân oán gì, nhưng việc này sẽ đắc tội đối phương. Tô Chiết trầm ngâm, sư tôn, Á Nguyên không phải là đối thủ của vị tiền bối kia. Nam ông nhìn lão ta biết, nếu tiền bối kia xuất hiện, mọi chuyện giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu nàng ấy không ra thì sao? Lỡ không xuất hiện thì sẽ thế nào đây? Tô Chiết lại im lặng. Hai mắt nam ông từ từ nhắm lại, gọi người của chúng ta ở vũ trụ ngũ duy rút về đi, ngay lập tức. Tô Chiết vẫn muốn nói gì đó, đi đi. Tô Chiết thấp giọng thở dài rồi xoay thân. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Một ông lão đi vào kiếm điện của Diệp Huyên, ông ta nói, Diệp công tử, chúng ta đã nhận được tin, bên kia muốn chúng ta quay về cổ thần Huyên. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi gật đầu, ta biết rồi. Do dự một chốc, ông lão nói tiếp, Tô Chiết bảo ta nhắn cho công tử, ông ta nói là vô cùng xin lỗi. Diệp Huyên cười, không, cổ thần Huyên đã giúp ta quá nhiều. Ông về nói với Tô Chiết tiền bối, nếu Diệp Huyên còn có thể sống sót, ơn nghĩa của các người, sau này ta sẽ báo. Ông lão thở dài, chắp tay, Diệp công tử bảo trọng. Sau đó ông ta xoay người đi. Rất nhanh, toàn bộ cường giả cổ thần Uyên đã rút khỏi vũ trụ ngũ duy. Cao thủ cổ thần Uyên đã rút, chuyện này chẳng khác nào là kết xương vào ngày tuyết đối với ngũ duy. Hiện tại, ngũ duy không có lấy một cường giả quy nhất cảnh, chẳng những thế, thánh đạo cảnh cũng chỉ có 3 người. Cùng lúc đó, ở một nơi sâu trong tinh không của vũ trụ ngũ duy, không gian rung lắc dữ dội. Tại một vị trí không gian chợt nứt ra, truyền tống trận màu lam xuất hiện bên trong này. Khi nó xuất hiện, nơi tinh không bỗng mở dần như bị nghiền nát, rồi rất nhanh, luồng sức mạnh thần bí nào đó đã trấn áp được nơi đây. Khoảnh khắc ấy, Thiên Tôn xuất hiện, không chỉ bà ta mà còn có Lý Thu Hoành, Hồ Bất Quy. Ánh mắt tất cả đều tập trung vào truyền tống trận kia. Một ông già bước ra từ trong truyền tống trận, mà sau lưng ông ta lại có thêm nhiều người tiếp nối theo. Chỉ một chốc mà trong tinh không đã có hơn 100 người. Thực lực yếu nhất trong đó là thành đạo cảnh. Cường giả quy nhất cảnh cũng có khoảng 28 người. 28 quy nhất cảnh đội ngũ này rất đáng sợ. Thấy thế, khóe miệng Thiên Tôn cong lên, bà ta tươi rói, Diệp Huyên, phía thế lực đứng sau ngươi không còn đáng sợ nữa rồi. Trong tinh không, những cao thủ kia xuất hiện đã khiến cả tinh không đều dao động. Vũ trụ này căn bản không chứa đựng nổi có nhiều cao thủ đến vậy. Lúc này, Lý Thu Hoành kia nhìn Thiên Tôn, cười nói, Thiên Tôn, Huyền Ngoa Tông cộng thêm ta, tổng cộng có 8 cao thủ quy nhất cảnh, 22 thành đạo cảnh, mà Huyền Cơ Môn cùng Quy Đạo Viện và Tiêu Tộc cũng như vậy. Á Nguyên bà thì sao? Trong sân, mọi người đều nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn khẽ cười, bà ta biết, người của bà Sa Tông này muốn nhìn thực lực của Á Nguyên. Mà lúc này, bà ta không thể không thi triển thực lực của Á Nguyên được, bởi vì đến lúc này, nếu Á Nguyên không thể hiện thực lực lớn mạnh, thì không có quyền lên tiếng. Thiên Tôn cười nói, ra hết đi, bà ta vừa dứt lời thì sau lưng bà ta đột nhiên xuất hiện 12 cao thủ áo đen. Thấy vậy, đám người Lý Thu Hoành khẽ thay đổi sắc mặt. 12 người này đều là cao thủ quy nhất cảnh. Cộng thêm Thiên Tôn và Địa Tôn, thì có 14 cao thủ quy nhất cảnh. Ngoài ra, còn có 30 cao thủ thành đạo cảnh. Có thể nói, lần này cao thủ của Á Nguyên là nhiều nhất trong các thế lực lớn. Lúc này, đám người Huyền Ngoa Tông đều không dám xem thường Á Nguyên. Lúc này, một ông lão mặc áo bào trắng bên cạnh đi ra, ông ta nhìn mấy trong sân, cười nói, các vị, lão phu là đại trưởng lão Tiêu Tộc Tiêu Bình Sinh, ta cảm thấy có chuyện này vẫn nên nói trước, đó là đạo kinh kia chỉ có 6 cuốn, nếu chúng ta giết chết Diệp Huyên thì 6 cuốn đạo kinh này chia thế nào? Nghe vậy, mọi người trong sân đều im lặng. Phân chia đạo kinh thế nào,
đây là vấn đề rất quan trọng. Tiêu Bình Sinh cười nói, chắc không phải đến lúc đó mọi người lại muốn tàn sát lẫn nhau chứ. Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên lên tiếng, Tiêu trưởng lão, ta cảm thấy bây giờ không thích hợp để chúng ta nói đến vấn đề này. Tiêu Bình Sinh nhìn Thiên Tôn, nhưng vấn đề này không phải không nói thì sẽ không tồn tại. Thiên Tôn nhìn Tiêu Bình Sinh, Tiêu trưởng lão, tiền đề của chuyện này là chúng ta có thể giết chết Diệp Huyên, tiêu diệt thế lực sau lưng hắn, nhưng ông nghĩ chúng ta có nắm chắc 100% tiêu diệt được thế lực sau lưng hắn không? Tiêu Bình Sinh khẽ cười nói, cũng không phải là ta xem thường Diệp Huyên, chư thiên vạn giới hiện tại, thực sự ta không tìm ra được thế lực nào có thể ngăn cản được liên thủ từ các thế lực lớn như chúng ta. Ngay cả Cổ Thần Uyên và bà Sa Tông trợ giúp hắn cũng không thể. Mà theo ta biết, bà Sa Tông đã lựa chọn không nhúng tay vào chuyện này, còn về Cổ Thần Uyên, bọn họ không phải cũng đã rút khỏi vũ trụ ngũ duy rồi sao? Thiên Tôn lắc đầu, Tiêu trưởng lão, thế lực sau lưng Diệp Huyên đối với chúng ta mà nói là một thứ mờ mịt chưa rõ, mà nếu chưa biết thì có nghĩa mọi thứ đều có khả năng. Tiêu Bình Sinh đang định nói thì Lý Thu Hoành ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, lời của Thiên Tôn nói có lý, ta cảm thấy, chuyện về đạo kinh, chúng ta bàn bạn lúc này là quá sớm. Cũng không thích hợp, đợi sau khi tiêu diệt Diệp Huyên và thế lực sau lưng hắn rồi, lúc đó lại bàn đến chuyện đạo kinh cũng không muộn. Mà bây giờ nói đến, rất có khả năng sẽ gây ra một ít phiền phức và vấn đề xuất hiện. Hồ Bất Quy ở bên cạnh cũng gật đầu, trước tiên cứ giải quyết Diệp Huyên đã. Thấy vậy, Tiêu Bình Sinh cũng không cố chấp nữa, ông ta lập tức gật đầu, vậy cứ giải quyết Diệp Huyên trước đi. Lúc này, Lý Thu Hoành bên cạnh bỗng cười nói xem, chúng ta đông người như vậy, có phải đã dọa sợ thế lực sau lưng Diệp Huyên không dám xuất hiện rồi không? Nếu thật sự như vậy, thì lần này đến vũ trụ ngũ duy cũng quá buồn tẻ rồi. Thiên Tôn cười nhạt nói, đi thôi, đi gặp Diệp Huyên. Mọi người gật đầu. Ngay sau đó, mọi người đều biến mất không dấu, mà khi xuất hiện ở đây thì đã ở trên không trung đạo thành. Khi nhiều cao thủ xuất hiện như vậy thì toàn bộ mọi người ở đạo thành đều hóa đá. Tiếp đó thì mọi người đều thấy tuyệt vọng. Ngay cả Di Tôn cũng có phần tuyệt vọng. Nhiều cao thủ như vậy, thì vũ trụ ngũ duy bây giờ sao có thể ngăn chặn được? Diệp Huyên ở bên dưới đi ra từ trong kiếm điện, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khi nhìn thấy nhiều cao thủ trên trời như vậy, hắn chỉ im lặng. Đây là thật sự muốn kéo người đến vây giết Diệp Huyên hắn mà. Diệp Huyên chậm rãi bước về phía chân trời, lúc này, một cô gái xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Niệm Niệm. Niệm Niệm kéo tay Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ta đi cùng huynh. Diệp Huyên cười nói, được. Mà lúc này, Trương Tú Văn, An Lan Tú, Liên Vạn Lý cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Còn có hai người mà hắn rất quen thuộc. Chính là Tiểu Đạo và Thiên Mạt. Diệp Huyên nhìn Tiểu Đạo, cười nói, cô không nên đến lúc này. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, bây giờ không đến, sau này có thể chẳng còn cơ hội đến nữa rồi. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, hắn nhìn Thiên Mạt cô nương, cô thì sao? Tuy hắn và Thiên Mạt đã từng quan hệ, nhưng đó là nghiệt do Niệm Tỷ tạo ra. Giữa hắn và Thiên Mạt, nói là có tình cảm thì lại như không có. Nói không có thì bọn họ đã từng song tu. Như vậy là thế nào chứ? Xem như là bạn ngủ không? Thiên Mạt nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, Thiên Tôn trên trời bỗng cười nói, Diệp Huyên, hồng nhan chi kỷ của ngươi hình như cũng hơi nhiều. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn cười nói, Thiên Tôn, nói thật thì các người cũng quá xem trọng ta nhỉ. Để ta đếm xem, chậc chậc. 46 quy nhất cảnh, hơn 100 thành đạo cảnh, ta chỉ mới ngự đạo cảnh thôi đấy. Các người chơi như vậy, có phải quá đáng không? Thiên Tôn nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta đã điều tra ngươi, lúc trước ngươi có rất nhiều đối thủ, nhưng bọn họ đều đã chết rồi. Tại sao chứ? Có một nguyên do rất quan trọng, chính là bọn họ xem thường ngươi. Không dùng hết sức lực, cứ luôn cho ngươi cơ hội, để ngươi trưởng thành. Vì vậy mà ngươi sống, còn bọn họ lại chết. Chúng ta sẽ không phạm phải lỗi sai của bọn họ. Ngươi xem, chúng ta có đủ xem trọng ngươi không? Diệp Huyên im lặng. Thiên Tôn liếc nhìn xung quanh, cười nói, Diệp Huyên, người của ngươi đâu?
Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng cũng thầm mắng, ông đây cũng muốn biết người của ta ở đâu đây. Lúc này, Lý Thu Hoành ở bên cạnh bỗng cười nói, nếu có cao thủ xuất hiện thì với thực lực của chúng ta, dù đối phương có ở trăm vạn dặm bên ngoài thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được rồi. Đáng tiếc, ta lại không cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ nào. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Huyên, người sau lưng ngươi không phải đã sợ rồi chứ? Ở bên dưới, Diệp Huyên đột nhiên quay người nhìn đám người Di Tôn, các người đi đi. Đám người Di Tôn sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, ở lại đây, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Di Tôn trầm mặc. Diệp Huyên lại nhìn Quan Âm bên dưới, đi. Quan Âm im lặng. Đi. Rõ ràng, vũ trụ ngũ duy hiện tại không có phần thắng lợi. Toàn bộ cao thủ thế giới Bà Sa và Á Nguyên liên thủ với nhau, tình hình này thì làm sao Diệp Huyên có thể ngăn cản chứ? Phải biết rằng, những thế lực này đều có tồn tại mười mấy vạn năm hay thậm chí là mấy chục vạn năm. Mà Diệp Huyên thì sao? Vốn dĩ ngọn núi lớn nhất dựa vào là Niệm Niệm, nhưng bây giờ, Niệm Niệm đã biến thành một cô bé, không những không giúp được Diệp Huyên mà còn cần Diệp Huyên bảo vệ nàng. Có thể nói, vũ trụ ngũ duy hiện tại chính là nằm ở ngõ cụt. Lúc này, Diệp Huyên nhìn đạo thành bên dưới, tất cả mọi người, có thể tự mình rời đi. Hắn không yêu cầu mọi người phải cùng hắn đối mặt với thế giới Bà Sa và Á Nguyên, bởi vì như vậy đồng nghĩa sẽ khiến người ta tự lao vào đường chết. Thật ra, bản thân hắn cũng muốn bỏ chạy. Thế nhưng, hắn biết rõ, hắn không thoát được, cũng không trốn được. Hắn đã đồng ý với Niệm Tỷ, phải bảo vệ vũ trụ ngũ duy, hắn đã đồng ý thì sẽ dốc hết sức làm. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, vẻ mặt người bên dưới đều rất phức tạp. Bọn họ biết, Diệp Huyên muốn bọn họ chạy thoát thân. Diệp Huyên nhìn mọi người bên dưới, cười nói, xin lỗi, ta không có năng lực bảo vệ mọi người. Ở bên dưới, vô số người đều chậm rãi hành lễ với Diệp Huyên. Thật ra, Diệp Huyên không chỉ thay đổi vũ trụ ngũ duy, mà cũng thay đổi cả vận mệnh của mọi người. Lúc trước, vũ trụ ngũ duy và vũ trụ lục duy với đạo giới, ngay cả một vị cao thủ độn nhất cảnh cũng chẳng có, nhưng bây giờ, đừng nói là độn nhất, mà cao thủ chứng đạo cảnh cũng đã có không ít. Hơn nữa Diệp Huyên còn chia sẻ cả đạo kinh, có thể nói, Diệp Huyên đã thay đổi vận mệnh của mọi người. Mà lúc này, rất nhiều người khi nghe thấy Diệp Huyên bảo bọn họ rời đi thì trong lòng đều vô cùng phức tạp. Thoáng chốc, bọn họ đã xem vũ trụ ngũ duy như nhà của chính mình. Ở nơi này, thật sự rất hài hòa. Trong không trung, Diệp Huyên lại cười nói, các vị, là Diệp Huyên ta không có năng lực bảo vệ mọi người, bảo vệ vũ trụ này, không liên quan đến các vị. Ở bên dưới, một ông lão đột nhiên run giọng nói, đạo chủ, tại sao ngươi không chạy, nếu ngươi chạy đi thì với thiên phú của ngươi, sau này có thể ngăn lại được những người này. Chạy. Diệp Huyên khẽ cười, bọn họ sẽ không cho ta bỏ chạy, đương nhiên, ta cũng sẽ không bỏ chạy. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Niệm Niệm bên cạnh, cười nói, lúc trước ta đã từng thề với cô, khi đó, ta nói sau này ta sẽ cùng sinh cùng diệt với vũ trụ ngũ duy, mặc dù khi đó ta chỉ là kẻ xảo trá, chưa từng nghĩ đến, lời thề này thật sự linh nghiệm rồi. Niệm Niệm khẽ gật đầu, nàng nắm chặt tay Diệp Huyên, ta ở cạnh ngươi. Diệp Huyên cười nói, được. Nói rồi, hắn nhìn xuống đạo thành bên dưới, các vị, đừng dây dưa nữa. Mau đi đi. Ở bên dưới, rất nhiều người sau một lúc do dự, rồi cùng đều chạy đi. Đây là trận chiến không có phần thắng. Nhưng vẫn có một vài người ở lại, đương nhiên cũng không nhiều. Đột nhiên Diệp Huyên nhìn Di Tôn, lúc này, một lão chợt xuất hiện bên cạnh Di Tôn. Người đến chính là Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhẹ giọng nói, bọn họ có thể để những người bên dưới kia đi, nhưng sẽ không để chúng ta đi. Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Đế Tử, theo ta biết thì công phu bỏ chạy của ngươi là tuyệt kỹ, sao lại không chạy trốn? Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, ngươi là hy vọng duy nhất của đạo đình, nếu ngươi chết thì đạo đình thực sự sẽ không thể tồn tại được nữa. Nếu đạo đình không còn, thì ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, cứ để ta cùng chết với ngươi đi.
Diệp Huyên. Di Tôn ở bên cạnh chợt nói, lời của Bạch Đế Tử rất đúng, ngươi là hy vọng của đạo đình ta, nếu hôm nay ngươi ngã xuống thì đạo đình cũng chẳng còn hy vọng, nếu đạo đình không còn hy vọng thì ta sống cũng còn ý nghĩa gì chứ. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, hôm nay, cứ để chúng ta đi cùng đạo chủ đoạn đường cuối đi. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói, chưa từng nghĩ đến, chúng ta đã từng là kẻ địch ngươi sống ta chết, mà hôm nay lại là cùng sống cùng chết rồi, quả thực quá kỳ diệu. Nói rồi, hắn nhìn nhóm người An Lan Tú, ánh mắt hắn lướt nhìn từng cô gái từ An Lan Tú, vẻ mặt phức tạp, ta rất muốn để mọi người đi, nhưng ta biết, mọi người chắc chắn sẽ không đi. Nói đến đây, hắn khẽ nhếch miệng cười, tình cảm của mọi người, vốn đến kiếp sau sẽ trả, nhưng ta thấy, bọn họ sẽ không để ta có kiếp sau, vì vậy, thật xin lỗi. Nếu có kiếp sau, tuyệt đối đừng gặp phải đàn ông như ta đây, bản thân ta cũng tự thấy mình tệ bạc. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, cuối cùng ngươi cũng nói một câu thật lòng rồi. Diệp Huyên cười ha ha, hắn lại nhìn mọi người sau đó nói, ta không muốn nhìn mọi người chết. Bởi vì như vậy sống cũng không bằng chết, vì vậy, để ta chết trước mặt mọi người đi. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn đám người thiên tôn trên trời, nhẹ giọng nói, ta cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, cũng muốn dùng sức mình bảo vệ mọi người, bảo vệ vũ trụ ngũ duy này, nhưng, ta không làm được. Hiện thực quả tàn khốc như vậy. Nói xong, máu huyết trong cơ thể hắn bỗng chốc sôi sục, sau đó một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy từ trong cơ thể hắn. Thiêu đốt huyết mạch. Không chỉ vậy. Linh hồn hắn cùng bắt đầu thiêu đốt. Một nơi nào xa xôi trong tình không, một cô gái váy trắng bỗng dựng lại, như cảm nhận được gì đó, nàng ấy siết chặt nắm tay, mắt như muốn nứt ra, ca. Đợi ta, nói rồi, nàng ấy đột nhiên biến mất nơi chân trời tinh không, nàng ấy lướt qua tinh không, nơi nào cũng bị sụp đổ. Trên không trung đạo thành. Việc thiêu đốt linh hồn và huyết mạch của Diệp Huyên khiến mọi người chấn động. Ngay cả đám người thiên tôn lúc này cũng có phần kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại trực tiếp thiêu đốt huyết mạch và linh hồn. Thiên tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người sau lưng người đâu? Thật ra bà ta vẫn đang đợi, đợi người sau lưng Diệp Huyên xuất hiện. Nhưng hiện tại, một bóng người cũng chẳng có. Chẳng lẽ sau lưng Diệp Huyên căn bản không có thể lực gì cả? Hay nói cách khác, thế lực sau lưng Diệp Huyên vốn chẳng lớn mạnh gì, bây giờ sau khi bà Sa Tông liên thủ với Ám Huyên, thì thế lực sau lưng hắn đã sợ rồi. Không dám xuất hiện. Bên dưới, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Thiên Tôn, ta muốn trước khi chết thì được chứng kiến sức mạnh của cao thủ quy nhất cảnh thử, có thể thỏa mãn ta không? Thiên Tôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người sau lưng người đâu? Sợ là không dám xuất hiện rồi. Lý Thu Hoành ở bên cạnh đột nhiên cười nói, giống hệ như cổ thần Uyên kia, một khi phải trả giá quá lớn thì chẳng có ai nguyện ý bảo vệ Diệp Huyên hắn cả. Cho nên, Diệp Huyên hắn có lẽ đã bị vứt bỏ, trở thành đồ bỏ đi rồi. Thiên Tôn liếc mắt nhìn xung quanh, bà ta vẫn không cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ nào. Không có ai xuất hiện. Lúc này, Lý Thu Hoành kia bỗng cười nói, Diệp Huyên, không phải ngươi muốn xem sức mạnh của cao thủ quy nhất cảnh sao? Ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, ông ta đột nhiên biến mất. Diệp Huyên ở bên dưới cười ha ha, đến đi. Vừa dứt lời, hắn đã vươn người nhảy lên, một kiếm chém về phía chân trời. Đạo kiếm. Một kiếm này chém ra, sức mạnh xưa nay chưa từng có. Bởi vì sau khi thiêu đốt huyết mạch và linh hồn, thực lực của Diệp Huyên tăng mạnh tựa như núi lửa dâng trào. Mà ngay khi Diệp Huyên chém ra một kiếm kia, hắn còn dùng đến đạo ấn. Với sự gia tăng của đạo ấn cùng với huyết mạch và linh hồn, hiện tại tuy hắn vẫn chưa đạt đến thành đạo cảnh, nhưng hơi thở của hắn đã vượt xa cao thủ thành đạo cảnh bình thường. Một kiếm này chém ra, đám người thiên tôn trên trời cũng có chút kinh sợ. Diệp Huyên chỉ là ngự đạo cảnh mà thôi. Thế nhưng lại thi triển ra một kiếm mạnh đến vậy. Thiên Tôn nhìn Diệp Huyên bên dưới, đúng là yêu nghiệt. Khoảnh khắc khi Diệp Huyên chém một kiếm đó, một quyền ấn giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đánh vào trên kiếm Diệp Huyên. Ầm. Trong tầm mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyên trở về vị trí ban đầu,
mà Lý Thu Hoành cũng quay về chỗ cũ, trên nắm đấm tay phải ông ta có một vết kiếm rất sâu. Lúc này, ánh mắt Lý Thu Hoành đã có phần nghiêm trọng. Thực lực của Diệp Huyên này lại mạnh đến mức này. Lúc này, Thiên Tôn ở phía xa bỗng nói, hắn vẫn đang trở nên mạnh hơn. Mọi người nhìn Diệp Huyên, chỉ nhìn thấy hơi thở của Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng tăng mạnh, như thể không hề có giới hạn. Mà thân thể Diệp Huyên càng lúc cũng trở nên hư ảo. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Lý Thu Hoành, đến đi. Vừa dứt lời, hắn thoáng chốc đã biến mất. Vù! Một luồng kiếm quang từ bên dưới phóng thẳng lên trời. Kiếm thế ngất trời chấn động khắp nơi, sức mạnh kiếm thế này khiến các cao thủ trong sân đều kinh ngạc. Trên trời, Lý Thu Hoành khẽ nheo hai mắt, tay phải ông ta siết chặt, khi nắm đấm siết chặt, không gian quanh nắm đấm đột nhiên biến thành một lốc xoáy không gian, ngay sau đó, ông ta đánh mạnh một quyền về phía trước. Ầm! Lốc xoáy không gian kia đột nhiên tràn xuống, cả bầu trời bỗng chốc lập tức vặn vẹo. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã đến. Ầm! Dưới ánh nhìn của mọi người, kiếm của Diệp Huyên chém vào lốc xoáy không gian kia, cả đất trời rung chuyển, tiếp đó, lốc xoáy không gian kia lập tức nứt vỡ, biến thành hư vô. Kiếm dài đâm thẳng vào, chém trúng Lý Thu Hoành. Ánh mắt Lý Thu Hoành hung tợn, ông ta vung tay áo, cả người bước về trước một bước, ngồi xổm nửa người, tay phải nắm thành quyền, sau đó đánh mạnh một quyền, chôn vùi. Quyền đánh ra, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa sôi sục, sức mạnh này đi đến đâu không gian lập tức bị chôn vùi đến đó. Ầm. Diệp Huyên cả người cả kiếm lập tức bị đánh bay về chỗ cũ bên dưới, mà không gian phía trước hắn và Lý Thu Hoành đã trở thành một vùng tối đen. Cùng lúc đó, khóa miệng Diệp Huyên cũng chậm rãi chảy một vệt máu. Trên bầu trời, Lý Thu Hoành nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, kết thúc rồi. Nói xong, ông ta đạp mạnh chân phải, cả người bay xuống, vừa lao xuống tựa như muốn đánh vỡ cả vùng vũ trụ này, vô cùng kinh người. Ở bên dưới, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, tay phải hắn siết chặt kiếm, lúc này, hắn đã cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa. Sức mạnh. Hắn cảm thấy bên trong cơ thể mình sở hữu sức mạnh vô biên vô tận. Hắn trước giờ chưa từng cảm thấy mạnh như vậy bao giờ. Đương nhiên, hắn biết, đây là dùng sinh mệnh để đổi lấy. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên đột nhiên mở bừng mắt, sau đó, hắn biến thành kiếm quang đỏ như lửa lao thẳng lên trời. Ầm. Trong tầm nhìn của mọi người, kiếm của Diệp Huyên đẩy lùi Lý Thu Hoành lùi mạnh ra xa cả nghìn trượng. Thấy vậy, Thiên Tôn trên trời cũng khẽ nheo hai mắt, thực lực Diệp Huyên này không chỉ mạnh bình thường. Những cao thủ còn lại cũng vô cùng nghiêm trọng, thực lực hiện tại của Diệp Huyên cũng không kém cao thủ quy nhất cảnh là bao. Mặc dù Diệp Huyên dùng sinh mạng đánh đổi, nhưng như vậy cũng thật kinh khủng. Trên trời, Lý Hoành Thi kia liếc nhìn chỗ ngực của mình, chỗ đó có một vết kiếm, vết kiếm này rất sâu, thấy được cả xương. Sắc mặt Lý Thu Hoành trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta không ngờ, bản thân lại bị Diệp Huyên đánh bị thương hai lần liên tiếp. Vô cùng nhục nhã. Lý Thu Hoành nhìn Diệp Huyên bên dưới, lúc này, đột nhiên Diệp Huyên lại biến mất. Vù. Tiếng kiếm vang lên chấn động đất trời, một luồng kiếm quang từ bên dưới phóng thẳng lên trời, chém thẳng vào Lý Thu Hoành. Nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt mọi người trong sân đều thay đổi. Kiếm này còn mạnh hơn cả kiếm trước. Kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Trên trời, Lý Thu Hoành không dám sơ ý, hai tay ông ta chắp lại hình chữ thập, khi kiếm kia đến trước mặt ông ta, hắn trở lòng bàn tay ra ngoài, sau đó đẩy mạnh về phía trước. Ầm. Một luồng sức mạnh bùng phát như núi lửa phun trào, sôi sục từ giữa lòng bàn tay ông ta. Sức mạnh này vừa xuất hiện thì cả bầu trời lập tức trở nên hư ảo. Ầm. Một kiếm kia của Diệp Huyên đã bị Lý Thu Hoành chặn lại. Nhưng, sắc mặt Lý Thu Hoành thoáng chốc vẫn trở nên tái nhợt. Lúc này, Diệp Huyên đạp mạnh chân phải, cầm kiếm lao về phía trước. Vù. Tiếng xé rách vang lên, còn người Lý Thu Hoành co lại, hai trưởng của ông ta mạnh mẽ đỡ ở phía trước, dùng tay chặn lấy kiếm Diệp Huyên. Ầm.
Kiếm của Diệp Huyên rơi xuống, Lý Thu Hoành kia lập tức lùi lại mấy nghìn trượng, đồng thời, một cánh tay của hắn lại bị Diệp Huyên trực tiếp chém đứt. Ở phía xa, Thiên Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, lúc này, bà ta đột nhiên phát hiện, cho đến giờ, mình đã có phần xem nhẹ Diệp Huyên rồi. Lúc trước, tuy bà ta cảm thấy Diệp Huyên này kỳ tài ngút trời, nhưng lúc đó, Diệp Huyên vẫn không thể có uy hiếp gì đến bà được. Nhưng bây giờ, bà ta đột nhiên phát hiện, suy nghĩ trước đó của bà ta là sai lầm. Diệp Huyên này, nếu để trưởng thành thì không chỉ kinh khủng bình thường. Những cao thủ thế giới bà xa bên cạnh, sắc mặt cũng vô cùng nặng nề, sức chiến đấu của Diệp Huyên vượt xa dự đoán của bọn họ, đừng nói là vũ trụ ngũ duy này, mà dù đưa Diệp Huyên đến thế giới bà xa thì Diệp Huyên chắc chắn cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ. Diệp Huyên buộc phải chết, lúc này, dù là Á Nguyên hay là thế giới bà xa, đều không hẹn mà đều có chung suy nghĩ này. Cách tốt nhất đối phó với thiên tài là giết chết. Ngay lúc này, Diệp Huyên ở phía xa lại lao đến phía Lý Thu Hoành, kiếm quang lướt đến đâu vỡ nước đến đó. Ở phía xa, con người Lý Thu Hoành co lại, ông ta vội nói, ra tay. Thời khắc này, ông ta không còn dám dùng sức một mình đối phó với Diệp Huyên nữa. Ông ta vừa dứt lời thì trước mặt ông ta đã xuất hiện cao thủ quy nhất của Huyền Hoa Tông. Mà Diệp Huyên cũng không lựa chọn rút lui. Một kiếm chém đi. Hai cao thủ kia đột nhiên biến mất. Ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời rung chuyển liên hồi, hai cao thủ quy nhất cảnh liên thủ, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, nhưng không lâu sau, đột nhiên hắn lại dừng lại, sau đó chém mạnh về phía trước. Vù. Một luồng kiếm quang đỏ máu phá không đi đến. Ầm. Một kiếm này trực tiếp đẩy lùi hai cao thủ quy nhất cảnh. Thấy vậy, vẻ mặt đám người Thiên Tôn cách đó không xa càng lúc càng khó coi. Thực lực Diệp Huyên này không ngừng tăng lên. Càng lúc càng mạnh. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại thì hắn đã ở trước mặt một trong hai cao thủ quy nhất cảnh kia, cũng giống như lúc trước, ông ta lại chém xuống một kiếm. Cao thủ quy nhất cảnh kia không dám khinh suất, đang định dùng hết sức ra tay thì lúc ấy, đột nhiên xảy ra chuyện kỳ lạ. Chỉ thấy đỉnh đầu ông ta đột nhiên xuất hiện một vòng thái cực đen trắng, thoáng chốc cảnh giới ông ta lập tức trấn áp đến thành đạo cảnh. Đồng thời, tứ trọng vực của Diệp Huyên đã bao phủ lấy ông lão. Chuyện đột ngột này khiến sắc mặt ông lão thay đổi, ông ta đang định rút lui thế nhưng đã không còn kịp. Kiếm của Diệp Huyên rơi xuống. Vù! Trong tầm mắt của mọi người, kiếm của Diệp Huyên chém thẳng từ đầu ông lão xuống. Vù! Một kiếm chém thẳng, thân thể ông lão kia biến làm hai. Linh hồn lập tức bị tiêu diệt. Thấy vậy, trong sân bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Diệp Huyên chém chết một cao thủ quy nhất cảnh. Phải biết rằng, Diệp Huyên lúc này cũng chỉ là ngự đạo cảnh mà thôi. Lại giết chết kẻ địch trên hai cấp. Cách đó không xa, cao thủ thế giới bà xa nhìn Diệp Huyên như nhìn thấy quái vật vậy. Lúc này, Hồ Bất Quy bên cạnh Thiên Tôn đột nhiên nói, người này quá yêu nghiệt. Giết đi. Thiên Tôn gật đầu, giết đi. Bà ta vừa dứt lời, trong sân, mười mấy cao thủ quy nhất cảnh đột nhiên đồng loạt lao ra, chạy thẳng về phía Diệp Huyên. Thấy mười mấy cao thủ quy nhất cảnh lao đến, Diệp Huyên quay đầu liếc nhìn, hắn nhìn An Lan Tú, Niệm Niệm, Trương Văn Tú, Liên Vạn Lý, Tiểu Đạo, với cả Thiên Mạt. Tiếc nuối duy nhất là không có Diệp Liên. Nhưng mà cũng tốt, Diệp Liên không ở đây, thì có thể sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, vậy là tốt rồi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, Liên Nhi, ca ca không thể đi tìm muội rồi. Đừng trách huynh, nhất định phải sống thật tốt. Nói đến đây, đột nhiên hắn mở bừng mắt nhìn cao thủ quy nhất cảnh đang lao về phía hắn, cười ha ha, đến đi. Vừa dứt lời, hắn bắt đầu giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Tự nổ. Cách đó không xa, Lý Thu Hoành có phần điên cuồng nói, giết chết hắn. Giết chết hắn. Dứt lời, những cao thủ sau lưng ông ta cũng đều tiến lên. Mà ngay lúc đó, một âm thanh như tiếng dã thú rít gào bỗng vang lên từ đâu đến, ai dám động hắn? Ai dám? A a a a. Tinh không cũng chấn động. Nghe thấy âm thanh này,
mọi người trong sân đều ngây người. Là ai? Diệp Huyên cũng nghe thấy, hắn nhìn tinh không sâu thẳm, âm thanh này có phần quen thuộc, nhưng thoáng chốc hắn lại không nhớ ra được là ai. Ở phía xa, thiên tôn kia lại nhắm hai mắt lại. Xuất hiện rồi. Thế lực sau lưng Diệp Huyên cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hồ Bất Quy của Quy Đạo Viện ngẩng đầu liếc nhìn, lão ta nhíu mày, ta không cảm nhận được hơi thở nàng ta. Tiêu Bình Sinh của Tiêu tộc ở bên cạnh trầm giọng nói, đối phương người chưa đến nhưng âm thanh đã đến trước rồi. Hồ Bất Quy nhẹ giọng nói, xem ra, người đến không phải người tốt lành gì. Tiêu Bình Sinh lạnh giọng nói, thêm chút độ khó cũng được, nếu không lần này cũng chẳng có gì thú vị. Hồ Bất Quy cười nói, đúng vậy. Bọn họ tò mò về thế lực sau lưng Diệp Huyên, nhưng bọn họ không hề sợ hãi chút nào. Nói đùa sao, nơi này tập hợp cả mười mấy cao thủ quy nhất cảnh đấy. Bọn họ còn phải sợ sao? Ngay lúc này, Lý Thu Hoành kia đột nhiên hung hăng nói, cho dù nàng ta là ai thì cũng phải giết chết Diệp Huyên này trước. Vừa dứt lời, ông ta lập tức lao về phía Diệp Huyên ở phái xa. Diệp Huyên lúc này đã xa cơ yếu thế, chính là thời cơ tốt nhất để giết chết. Ngay sau đó, trong tầm nhìn của mọi người, Lý Thu Hoành kia đã đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó đánh mạnh một quyền về phía Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên không còn sức chống đỡ, bởi vì lúc nãy hắn đã dùng hết sức mình rồi. Hắn chỉ có thể nhìn một quyền kia tiến về phía hắn mà thôi. Ngay lúc này, kiếm Thiên Chu trong tay hắn đột nhiên dao động, từng tiếng kiếm dao động vang vọng khắp trời, cùng lúc đó, không gian trước mặt Diệp Huyên bỗng nhiên bị nứt ra. Ngay sau đó lại xuất hiện một cô gái đi ra từ trong đó. Cô gái mặc áo bào trắng, bên hông có đeo bình rượu hồ lô. Ngay khi cô gái xuất hiện, ánh mắt mọi người trong sân đều tập trung trên người nàng ấy. Đây là ai? Khi Diệp Huyên nhìn thấy cô gái này, hắn khẽ cười, Thanh Nhi. Đây cũng là Thanh Nhi. Nhưng không phải là cô gái váy trắng. Lúc này, Lý Thu Hoành kia đã đến phía sau cô gái. Lý Thu Hoành nhìn chằm chằm cô gái vừa xuất hiện, hung tợn nói, ngươi cũng đi chết đi. Vừa dứt lời, tay trái ông ta đánh mạnh một quyền về phía cô gái, thế nhưng ngay tiếp đó, ông ta lập tức dừng người. Nhưng không chỉ Lý Thu Hoành sửng sốt, mà mọi người trong sân cũng đều ngây người. Bởi vì không biết từ lúc nào, một bàn tay trắng mịn như ngọc đã siết chặt cổ Lý Thu Hoành. Bàn tay này chính là bàn tay của cô gái áo bào trắng. Không một ai nhìn thấy cô gái ra tay thế nào. Ngay cả Lý Thu Hoành lúc này gương mặt cũng cứng đờ, bản thân mình sao lại bị bắt rồi. Cô gái áo bào trắng nhìn Lý Thu Hoành, nàng ấy chậm rãi nhấc Lý Thu Hoành lên cứ như cầm một con chim nhỏ, hai mắt đỏ rực, ngươi là cái thá gì. Thời khắc này, mọi người trong sân đều ngây người. Các cao thủ thế giới bà Sa lúc này vẻ mặt cũng đã trở nên nặng nề. Một cao thủ quy nhất cảnh sao lại không có sức chống trả trước mặt cô gái này chứ? Mà người tuyệt vọng nhất vẫn là Lý Thu Hoành. Ông ta muốn chống cự nhưng lúc này, toàn bộ sức lực của ông ta tựa như đã biến mất toàn bộ, căn bản không thể chống trả. Lúc này, tay phải cô gái áo bào trắng khẽ dùng sức. Răng rác. Tiếng xương nứt vỡ giòn tan vang lên trong sân. Ngay sau đó, dưới tầm mắt của mọi người, đầu của Lý Thu Hoành lập tức bị nàng ấy bẻ xuống, tiếp đó, nàng cầm đầu Lý Thu Hoành ném mạnh về phía bên phải. Ở phía xa, một cao thủ quy nhất cảnh vẫn chưa kịp phải ưng, lập tức bị đầu Lý Thu Hoành đập mạnh đến thần hồn tan vỡ. Trực tiếp miểu sát. Diệt gọn hai vị quy nhất cảnh. Lúc này, đám người thiên tôn cuối cùng cũng biến sắc. Thời khắc này, bọn họ gần như mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Người này giết quy nhất cảnh dễ như giết gà vậy. Cô gái áo bào trắng không hành động tiếp mà quy người nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta sắp chết mất rồi. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân vô cùng yếu ớt, nhất là linh hồn, yếu đến đáng sợ. Huyết mạch chi lực không tệ, bởi vì hắn phát hiện, bản thân hắn tuy thiêu đốt huyết mạch chi lực, nhưng cũng không hề có tác dụng. Dù là hắn thì cũng không thể dập tắt được máu huyết của mình. Không thể không nói,
chuyện này khiến hắn cảm thấy có hơi vô nghĩa. Máu huyết mình mà bản thân cũng không làm gì được, vậy là sao chứ? Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, đột nhiên mắt lại rơi lệ, có ta ở đâu, sao huynh lại chết chứ? Nói rồi, nàng ấy nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai Diệp Huyên, sau đó, một luồng sức mạnh lập tức bao phủ Diệp Huyên, đồng thời, tay phải nàng ấy đánh ra một chiêu, kiếm chấn hồn đã xuất hiện trong tay nàng ấy nhìn kiếm chấn hồn sau đó đâm mạnh vào ngực Diệp Huyên. Dùng kiếm chấn hồn. Linh hồn Diệp Huyên vốn đã sắp tan biến lại bị sức mạnh của nàng ấy và kiếm chấn hồn giữ lại. Cô gái áo bào trắng nhìn Diệp Huyên, huynh phải được chữa trị. Nói xong, nàng ấy quay người nhìn đám người thiên tôn, hung dữ nói, linh hồn ca ca ta suy yếu, các người còn chưa chết. Vừa dứt lời, nàng ta đánh mạnh một quyền. Phía ngoài tầm trăm trượng, một cao thủ quy nhất cảnh chết ngay lập tức. Thấy vậy, mọi người trong sân đều hóa đá. Lúc này, ánh mắt nặng nề của đám người thiên tôn đã chuyển thành sợ hãi. Chỉ một quyền như vậy mà cao thủ quy nhất cảnh đã chết ngay tức khắc. Là quy nhất cảnh đấy. Là cao thủ mạnh nhất trong đất trời này. Không chỉ đám người thiên tôn, mà đám người Tô Chiết của cổ thần Uyên đang trốn trong tối cũng cứng đờ. Tô Chiết khẽ nuốt nước bột, lão ta nhìn Diệp Huyên bên dưới, run giọng nói, muội muội của Diệp công tử này, đâu là thần tiên cả. Đám người thượng chủ bên kia lúc này cũng im lặng không nói gì. Nhất là La Hầu và A Khổ Vương, hai người họ lúc này đều chảy mồ hôi ướt đẫm. Ban đầu bọn họ còn muốn giết chết Diệp Huyên, đoạt lấy đạo kinh. Nếu thực sự giết chết Diệp Huyên, hai người bọn họ không dám nghĩ đến hậu quả. Si Yêu Yêu nhìn Diệp Huyên suy yếu ở phía xa, nhẹ giọng nói, đã đánh giá thấp rồi. Không chỉ nàng ta mà tất cả mọi người đều đánh giá thấp người sau lưng Diệp Huyên. Ở phía xa, sau khi một quyền của cô gái áo bào trắng giết chết cao thủ quy nhất cảnh, tay phải nàng ta đánh ra một chiêu, linh hồn cao thủ quy nhất cảnh kia lập tức bị nàng ấy thu về trong tay. Sau đó, nàng ta quay người đưa linh hồn đó đến trước mặt Diệp Huyên, hấp thu. Diệp Huyên. Lúc này, thiên tôn ở phía xa đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, chuyện giữa chúng ta và Diệp công tử là hiểu lầm. Cô gái áo bào trắng đột nhiên quay người, sau đó, nàng ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt thiên tôn, còn người thiên tôn bỗng co lại, nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì cô gái áo bào trắng đã đánh một quyền lên mặt nàng ta. Đầu thiên tôn lập tức nổ tung như một trái dưa. Cô gái áo bào trắng một tay nắm lấy linh hồn thiên tôn, vẻ mặt vô tình, đây cũng chỉ là hiểu lầm. Linh hồn thiên tôn nhìn cô gái áo bào trắng chằm chằm, rốt cuộc ngươi là ai? Cô gái áo bào trắng không trả lời thiên tôn, nàng ấy đưa linh hồn thiên tôn đến trước mặt Diệp Huyên, hấp thụ. Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.